Quý thính giả đang nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng đón nghe tiểu thuyết Gió núi của nhà văn Ngọc Cầm. Xem xong cuốn Gió núi, các bạn hẳn rõ giá trị một cây bút thiên tài, bao nhiêu những cây chua đau khổ trong lòng mà các bạn thất tình không nói nổi ra. Cây bút ấy đã viết cả ở đó một cách dễ dàng, êm và nhẹ thấm thía như một bài thơ bất hù. Nhưng các bạn không ngờ, nhà văn ấy lại còn là một nhà văn trinh thám giá trị trong văn chương hiện đại. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng nghe tiểu thuyết Gió núi. Chương 1: Bạn Vũ Linh. Lâu lắm Vân mới viết thơ cho Linh, không phải có mục đích hỏi thăm như trước kia, mà chỉ để than thở cùng Linh. Bạn của Linh hiện thời là kẻ đau khổ nhất đời. Hắn mới được biết thế nào là sầu tuyệt vọng, sầu mong nhớ. Linh chắc còn nhớ Trâm đấy nhỉ Cô hàng hoa có đôi mắt như mơ Có nụ cười như an ủi ở Ngọc Hà Năm xưa cô vợ hiền hậu của Vân Mà một lần Linh đã cọt đùa Đó là nguồn thơ của thi sĩ Là cả một vũ trụ toàn mộng của Vân Vân yêu Trâm với hết cả tâm hồn Đời Vân chỉ có mục đích sống vì Trâm Thế mà Trâm đã chán bỏ Vân rồi Hoàn cảnh bắt vợ chồng Vân xa nhau 10 tháng Vân không ngờ con người thủy mị nết na có một tấm tình yêu chồng như thế Mà nhận tâm từ bỏ Vân một cách dễ dàng Như người ta chán chiếc áo bạc màu Đời Vân Linh đã rõ Thiên về tâm hồn nhiều quá Đến lúc này Vân càng thấy rõ thế là điên là dại Nhưng khốn nạn Vân đã có lần nắm thật chặt hai tay Nghiến răng lại Hay khóc Khóc nhiều hơn mà tự hỏi Sao ta không thể như người khác Vui để mà sống ở nơi lá ngọc cành vàng Ở nơi trường giả đại các say mê những phủ hoa giả dối, không cần yêu, không cần thương gì cả. Tại sao ta lại coi khinh cái vật chất tầm thường, áo cơm danh nghĩa, đã cám dỗ gần hết nhân loại, sao chẳng cám dỗ nổi lòng ta? Ý thơ sao lại nảy ra trong hồn ta và tình yêu nở ra trong lòng ta nhiều quá? Ôi, nếu Vân có thể sống được như ai, thì tim Vân không đến nỗi đau. Bệnh đau tim có thể khỏi được không Linh? Mỗi chiều quá mong nhớ, tim lại đau thêm, Đau thêm nhiều lắm Vân đã có ý tưởng may ra được chóng chết Chết nhẹ nhàng như mọi kẻ đau tim Thì vui vẻ biết bao Sống cô độc thế này tha rằng đừng sống Vân có 500 đồng Vân đã tiêu mất già nửa Trong những đêm chắc táng truy hoan Vân đã hút thuốc viện Đã nằm với gái điếm Đã uống rượu nhiều lắm rồi Sầu muộn không hết được Một con vợ linh nhỉ Chỉ là một con đàn bà Một người yêu cũng là một con đàn bà Sao ta không quên bẵng nó đi như quên một con đĩ Ồ, nhiều con đĩ đẹp lắm và ngoan ngoãn nữa. Nó thương Vân lắm, sao Vân chỉ thấy chán nản mà thôi. Bạn Linh đã từng than thở rằng đời Linh đã đủ cả giàu sang mà không bao giờ quên được một người này không biết ở phương nào. Linh đã thường nói đời Linh gian lao đã lắm mà không bao giờ có giọt nước mắt như khi mong nhớ người yêu. Nhưng Linh cười luôn, vui luôn vì Linh cố quên giỏi lắm. Bạn ơi, này mới biết nhờ bạn là đúng. Ô hay, Vân lại khóc rồi Vân muốn cười lắm Vui vẻ cho sướng đời Cần gì mà nhớ thương kẻ bạc như vôi Liệu có thể được vậy không bạn Vân đã gượng cười Nhưng nước mắt không ngớt chảy Vân muốn xa bỏ cái thành phố hoa lệ này mà đi Nhưng đi đâu Ra đổ sơn, lên cha pa Những nơi nghỉ mát trường giả Và cũng phổn hoa ấy Vân sợ đông người lắm rồi Sợ nhất là những con đàn bà có nụ cười lẳng lơ Và khóe mắt chết người Linh ơi chớ cười Vân Thằng ấy còn sợ nhìn thấy những cặp tình nhân âu yếm nhau nhiều quá, hắn sẽ ghen, ghen hão huyền với con vợ đã bỏ nó. Vì tưởng tượng con ấy cũng đang vui với một thằng nhân tình mới. Nó đang khoác tay thằng nhân tình ấy và kể chuyện thằng chồng cũ ra mà làm trò cười. Vân thấy một đứa đàn bà nào cười với một thằng đàn ông là Vân muốn tát ngay rồi, giờ đời chưa? Có lẽ Vân sẽ về một nơi nào có nhiều gió cây và trăng nước. May ra thơ mộng có làm Vân nguôi thương nhớ thơ Vân sẽ nhiều lắm. Đời Vân chỉ còn thiết có thơ thôi Linh ạ. À. Đi đâu rồi Vân sẽ viết thư cho Linh. Chậm chậm cũng được nhớ. Chờ trách vì thi sĩ là một thằng lười nữa. Nhất là thi sĩ thất tình. Thôi chào Linh. Bạn của Linh. Vân. chương 2 Thế là bao nhiêu rồi hả? Mới có đồng tư. Cho tớ thêm sáu hào nữa. Và đưa nào. Đây đánh sái lấy. Bổi tiệm quay đi lấy thuốc. Vân mới ngước mắt lên nhìn cô nhân tình nhà thổ mà chép miệng. Mẹ kiếp chứ, hút cho nó chán, từ nay trở đi đây nhất định thôi. Còn nhà thổ chống hai tay ra sau, ưỡn người lên một chút, nhăn răng ra cười, đôi mắt sâu hoắm hơi nhíu lại. Chữa được thì cũng là phúc, nhưng cái đời mọc sừng không thuốc viện thì làm gì nữa hả? Vân quảng tay ôm lấy người nó co lại, nửa nạc nửa mỡ. Dễ thường mày tưởng tao cứ nhân tình với mày Bảo hút thuốc viện với mày mãi thế này chắc Tao đã nghiện đâu cơ chứ Nhưng bỏ thì nhớ Vân nhìn thấy ở mắt con vợ tạm ấy Một sự buồn bã Câu nói phảng phất một ý nghĩa chua chát Của sự chia sẻ Động lòng nghĩ đến người vợ bạc tình Đôi mắt chàng dịu dịu Một hơi thở dài thốt ra khe khẽ Cô gái giang hồ thương hại Khẽ cùi xuống vuốt tóc chàng ôi yếm Thôi Mình ngủ kẻo mệt Lại sắp ngâm thơ sầu héo ruột người ta đi Vân lồng vùng dậy, nghiến răng ôm sóc cô vợ tạm bợ vào lòng, rồi cười lên một cách dữ dội. Chà, hiểu tình nhau gớm. Nhưng cái cử động giả dối ấy mất ngay, Vân muốn vất hết nhớ mong mà không xong. Chàng tỷ cầm vào vai cô gái giang hồ nói như mơ. Cứ thở dài là lại ngâm thơ, Vân hay thế lắm phải không? Thế là dại dột phải không em? Tội gì mà buồn, buồn thì có được gì đâu. Bồi tiệm đưa thêm thuốc, Ngọn đèn thuốc viện đã cạn gần hết dầu Vân không buồn để ý Đồng hồ lạnh lùng buông bốn tiếng Vân vườn vai bảo nhân tình Thôi đứng dậy Ngồi đây buồn lắm Cô gái giang hồ ngơ ngác nhìn chàng Em đi chơi xương và trăng với tôi đến sáng Rồi mỗi đứa lại một nơi Vân nhất định đoạn tuyệt với cái đời chắc táng này Cô gái lẳng lặng Hình như rõ đời nàng còn thế mãi Chưa biết đến bao giờ rời bỏ được cảnh sống về đêm chuyền ô tô hà nội tuyên quang đã để vân ở gần đồn điền phú hộ vân ôm một gói nhật trình nhỏ đứng lại bên đường nhìn mốc cây số lẩm bẩm còn cách phú thọ mấy cây nữa trên đồn điền chỉ thấy một chiếc nhà không Màu vôi xám càng thêm xám vì bóng chiều chàng thi sĩ ôm chặt gói hành lý bên mình xảo cẳng đi theo con đường về phía phan lương một quán lá bên đường với một chiếc xe gỗ trơ trọi dưới gốc đa cằn cỗi chàng chưa kịp tới trước quán thì một người nhà quê, quần sán cao đã bước ra vồn vã. Quan về huyện hay đi phan lương? Con kéo. vần mỉm cười. Cho tôi về ấp mới. Tôi cũng là thằng dân thường như anh và còn kém anh là vô nghề nghiệp. Quan ôn hay quan tài gì thằng này? Người xe dương mắt nhìn, chàng hối hận. Giọng lưỡi nhà thi sĩ Thanh Cao đã bị trụy lạc làm tục tiểu. Anh lấy bao nhiêu? Quan cho bốn hào. Vân khẽ gật đầu, từ từ bước lại gần xe trèo lên người phu xe còn vào quán hút thêm một điếu thuốc lào mới tươi tỉnh ra kéo càng xe chiếc xe lọc cọc chạy trên con đường đất đỏ nếu không có những đổi sơn tươi tốt mọc từng hàng và lốt bánh ô tô hàn rõ trên đường thì thi sĩ đã vịnh đó là một nơi hoang vu và ví mình đang cưỡi xe mây lạc dần vào cõi thần tiên chiếc xe lắc mạnh va cả đầu tràng vào gọng mui khiến vân cười thầm một mình đường hẹp nhỏ thỉnh thoảng có một quán lá vài người nhà quê đi rừng về chậm còn cất tiếng hát lanh lành bao la như thấm lấy tiếng ngân đường vắng lặng vân ngồi mơ trong lúc chiều rơi chiều rơi chậm chậm khi trăng lưỡi liềm treo ngang trên trời vân mới thấy tiếng vó ngựa rộn trong tịch mịch vân tỉnh mơ đợi một người cưỡi trên con ngựa thổ tới nơi mới cất tiếng hỏi to bác nào trong ấp mới đó phải không cậu vân đã phỏng Người đó kìm ngựa quay lại cho đi thong thả theo xe Bà con nhận được thư cậu chậm quá Con phải cho ngựa đi nước đại Mới gặp cậu ở đây Vân thắc mắc Ông đi vắng từ bao giờ Dạ đã mấy hôm Một xe một ngựa sóng đôi trên đường trang sãi Hai bên rừng cây cao rậm Gió thổi rào rào Lá hình như reo khi vài tiếng chim kêu buồn bã Vân yên lặng Mãi mãi khi đường qua một thung lũng Giữa những bãi cỏ lau Vân mới quay ra hỏi Sắp đến chưa bác? Dạ, mới sắp tới Phù Ninh Huyện ở ngay trên đồi cao Trông xuống chợ xuống sông Thấy cả đường này Giá dụ có giả cướp thì dễ biết lắm cậu ạ Người đó muốn phá sự lặng lẽ Bằng câu chuyện mộng mạc Vân nhìn lên vừng trăng Không trả lời Hắn cho ngựa lùi lại sau Một phút im lặng cho tới khi có tiếng gà gáy khuya Và xa xa có ánh đèn sáng mới nói to Thưa cậu, chỗ có đèn bên kia sông là sở kiểm lâm và bên này là ấp của ông bà con. Vân khẽ khẽ gật đầu. chương 3 Khang chủ ấp là một người bạn cũ, hơn chàng những 10 tuổi. Chàng vẫn coi Khang là một người anh. Khi đau khổ quá, chàng mới nghĩ đến người bạn đó nên viết thư về kể lề những ngày buồn nàn bệnh tật của mình. Khang thường hại viết thư với Vân về ở với mình. Vân lưỡng lự ngót nửa tháng trời mới nhất quyết về ở cùng Khang sau khi viết thư báo trước hai hôm. Hôm ấy Khang đi vắng, Vân ở ấp đó tám hôm. Việc trước nhất của chàng là đem gửi vợ Khang 200 bạc. Còn mình chỉ giữ giam đồng bạc lẻ, trừ hai bữa cơm ở ấp, Vân sách cảnh câu với một gói mồi đi cả ngày. Tai chàng có một chiếc bút chì và túi có một quyền sổ con. Sớm nay mặt trời chưa mọc, Vân đã ngồi bên sông. Lưỡi câu buông dưới dòng nước đục ngầu ngầu, chiếc phao chập tròn trên sóng Mặt thi sĩ còn mơ nhìn một con cỏ trắng bay tít tận đằng xa, tới đám khói xanh bốc trên một thôn ở bên sông, rồi mới tới một chiếc cỏ chơi vơi trôi tự đâu về. Một làn gió hơi hơi mát, mặt trời đã dọi tia nắng như rắc bạc vụn xuống nước sông. Vân từ từ kéo lưỡi câu lại, chàng biết như mọi lần, cá đã rỉa hết mồi ngon, thản nhiên chàng mắc thêm cái ruột ốc vào, rồi lại quăng lưỡi câu xuống dòng nước. Chàng ngồi đây để đợi một giấc mộng hiện, bỗng mắt chàng như bị quyến rũ bởi một con thuyền từ phía xuôi lên chiếc thuyền nan càng gần mắt chàng càng sáng hơn khi chiếc thuyền qua mặt chàng rồi từ từ đi xa dần chàng mới khẽ mỉm cười thuyền chỉ có một bà già luống tuổi với một gánh gạo mới hình ảnh một cô gái thủy mị có nước da trắng như phấn hồng hiện lờ mờ trong trí thi nhân cái đời trốn cảnh trụy lạc điêu tàn sống để quên ở nơi xa vắng đã bắt đầu có một chút ánh sáng từ hai hôm chiếc thuyền lướt qua mặt chàng nhẹ nhàng đôi mắt đẹp của người con gái nhìn lưỡi câu với một chiếc miệng hoa cười chúm chím như hiện ra lần nữa ngay trên dòng sông lồng ánh mây vần thắc mắc vì sắc đẹp giản dị ấy đầu hình như rông giống sắc của người vợ bạc bẽo mà chàng vẫn thả hồn dõi theo mãi mãi dõi theo nhiều hơn cả là những sờ ở bên sông trồng nước chảy nếu biết nàng ở bến sông nào thì thi nhân sẽ thả theo đó một bài thơ May ra thơ có tới tay người chàng mơ Nhưng nào có ai đợi chàng Bên ngực chàng hơi nhoi nhói đau Thì nhân thở dài thu cảnh câu đứng dậy Lưỡng thững đi về phía phủ ninh Chàng cảm thấy hình như có sự an ủi đang đợi chàng Ở tận đâu đâu ấy Khốn nạn chương 3 Người ta họp chợ Chàng ngồi buông câu ở bến sông Chợ chiều Vân vẫn ngồi ở đó Chàng thấy vui vui vì lũ người buôn bán sáng rộn dịp bơi thuyền đến họp chợ, thì chiều tan nhàn nhã xuống thuyền với những gánh hàng đã hết hay đã nhẹ nhiều. Tiếng cười nói tưng bừng với tiếng hát lanh lành của những người về chợ đã giải trí được chàng nhiều lắm. Chỗ chàng ngồi suốt ngày vui vẻ bao nhiêu thì phút này như theo với ánh nắng lại tiêu điều bấy nhiêu. Chiếc thuyền nan cuối cùng đi xuôi bên sông còn sót lại có mình chàng với một cậu bé. Cậu ngồi sát bên chàng hai tay khư khư giữ lấy cái gáo mẻ trong đựng hai con cá nhỏ đang bơi trong ít nước Vân nhìn nó mà hỏi Thế nào Hùng chưa về với các bạn kia à Chẳng biết được tên Vì Hùng mới ở đâu đến từ chiều Chơi với lũ trẻ bẩn thỉu hơn nó Gọi lẫn tên nhau Vừa đùa vừa xem chàng câu Hùng ngoan ngoãn hơn nhất Thủ thỉ ngồi cạnh chàng khẽ lắc đầu Bỗng hắn reo lên Kìa vào Vân như theo một mệnh lệnh Giật băng cảnh câu lên Không được gì là lần thứ mười mấy hai nhân vật ấy cười với nhau. Vân buông câu, Hùng lại lẳng lặng hết nhìn xuống hai con cá nhỏ, lại liếc nhìn phao, không kém vẻ thi sĩ. Lần đầu tiên Vân ham câu hơn hết, và chỉ mong thêm con cá nữa để được trông cậu bé vỗ tay gieo dối rít sung sướng bỏ cá vào gáo, và nhìn chàng bằng đôi mắt đen lay láy trong nhai viên ngọc. Thỉnh thoảng Vân lại nhìn cậu bé, tự nhiên quý hóa nó vô cùng. Vân mơ màng nghĩ đến đứa con đầu lòng của mình, Giá dụ nó còn thì đôi mắt nó cũng trong đẹp lắm. Đứa con xấu xố ấy cũng tên là Hùng. Và nay ngẫu nhiên lại gặp một cậu bé kháo khỉnh có tên như thế. Lệ thường nhớ đã quanh quẩn trong mắt. Vân cảm thấy mình chơ vơ quá. Tự dừng chàng giang một tay, ôm sát cậu bé lại mình. Thân yêu sẽ hỏi. Em có muốn ngồi câu với tôi mãi thế này không? Hùng nhìn chàng ngoan ngoãn. Em sợ chị mắng. Chàng băn khoăn vì câu nói và bắt đầu để ý đến chữ hát theo bằng chỉ tơ trên chiếc áo vải xanh của Hùng. Chàng thầm nghĩ, không hiểu sao Hùng lại chỉ sợ chị mắng. Ý nghĩ phỏng đoán cậu bé là con cháu ông huyện ở trên đồi xuống, bắt đầu bị lung lạc, nhưng chàng cũng không dám tin cậu là con một kẻ thường dân. Trời sầm tối, nước sông hình như phân hẳn ra làm đôi, một nửa tím thẫm dần dần, còn một nửa nhờ áng trời Tây, dạng dỡ màu da cam đẹp lộng lẫy, xa xa trộn với màu xương con sông như ở trên mây xa lờ đờ chảy lại rồi lại chảy về khoảng trời mây xa tam táp có vài tiếng chuông lên đèn hương ở một nhà nào gần đó vân nhớ đến quãng đường từ bến phủ ninh về phan lương còn xa nên muốn thôi câu lại ngần ngại vì cậu bé còn ngồi tựa bên mình bỗng có tiếng ai dịu dàng ở đằng sau hùng hỗn thế ở em hùng vội gỡ tay vân vùng chạy lại với chị vân cũng quay lại Chàng bỗng như ngây dại vì chị của Hùng chính là cô gái có nụ cười hoa. Ngồi trên thuyền lướt qua mặt chàng ba hôm trước. Cô gái có nước da như phấn hồng đã khiến chàng mong đợi ở bến Phan Lương. Chàng toan nói một câu thì cô gái đã dắt Hùng đi. Vân nhìn theo cho tới khi khuất bóng mới sách cảnh câu giải bước về. Mới sách cảnh câu giải bước về ấp mỏi miệng ngâm nga một bài thơ. Đã mấy tháng nay thì sĩ mới lại có lúc bước dài và ngực ưỡn ra để gió mát vào đầy phổi. Vân trở dậy muộn, gió thổi vào hơi lạnh, chàng nhận thấy hôm ấy không có nắng. Một mảng trời vản mây hiện rõ ở ngoài khung cửa sổ. Thông gieo vi vu, có tiếng chim sơn ca hót. Chàng chưa rời khỏi giường, nằm yên lặng như muốn nhớ lại giấc mộng đã thấm thía cả tâm hồn. Chàng mơ thấy châm sa ngã dần dần vào trụy lạc, rồi tới thành một gái giang hồ điêu đứng. Tình yêu tha thiết đã khiến Vân có rất nhiều đức tính quý hóa, chàng biết Trâm không yêu chàng nữa, nhưng vẫn lo nàng rồi sẽ khổ sở. Không một chút oán thủ kẻ bạc béo, chàng chỉ mong Trâm được sống sung sướng, nhưng cần nhất phải trong sạch, thực trong sạch mà thôi. Có tiếng guốc đi sẽ ở ngoài. Vân hiểu ngay là tiếng guốc của Khang. Khang đã về đó từ hôm trước. Chàng nhòm dậy đợi bạn tới nơi gượng vui. Ông chủ ấp dậy sớm quá. Khang đến ngồi cạnh giường, nhìn đôi mắt thâm quầng của chàng thương hại. Chắc Vân đêm qua không ngủ được phải không? Can gì phải buồn? Quên đi. Ừ, quên đi là hơn hết. Những thằng đàn ông không nên bận lòng vì một đứa đàn bà, nhất là một đứa đàn bà chẳng ra gì. Nỗi buồn bị kêu gợi. Vân vờ nhìn ra ngoài cửa sổ đăm đăm. Anh để ý đến tôi nhiều, nhưng tôi có nghĩ gì nữa đâu. Đàn chim nhỏ bay ngang qua kêu ríu rít. Vân tươi hẳn nét mặt, nằm lấy cánh tay khang. Hôm nay anh có thong thả không? chúng ta đi ngựa một lúc nhân thể tham phong cảnh miền này khang biểu đồng tình nửa giờ sau tự trên ấp xuống hai người hai ngựa còn đeo thêm hai khẩu súng trường bãi phan lương thoai thoải ra tận sông ngày nghỉ thỉnh thoảng vẫn có một vài người tây đồn điền đem vợ con ra đây tắm mát hai người lưỡng lự ở trước bãi cát trắng có vết chân ngựa in lõm từng hàng khang để ý ngắm hình dung mấy con ngựa đang đậm dưới nước còn vân mơ màng trông về phía phủ ninh từng dãy đồi chập trùng như một bãi tha ma vĩ đại u ám màu xương sớm hình ảnh người con gái dắt cậu bé hùng lại lờ mờ hiện ra như một nàng tiên trong mây sự bâng khuâng đã đến ám ảnh hồn chàng thi sĩ từ buổi đi phủ ninh về chàng cảm thấy hình như trời run rủi chàng đến đây để quen người con gái ấy và tìm thấy một cuộc tình duyên mới lạ có thể bù đắp lại cho chàng nỗi thất vọng trong mong nhớ thi sĩ sầu khổ nhiều mong đợi nhiều và trụy lạc cũng nhiều an ủi không thấy ở đâu cả thì sĩ tới đây đợi núi ngàn cho thơ để ngâm mà quên núi đẹp rừng cũng đẹp trời nước gợi bao tứ thơ không xóa nổi sầu muộn vân băn khoăn chẳng hiểu sao người con gái ấy lại có thể làm bận lòng chàng được đến thế khang đến cạnh chàng chúng ta về phú lộc chơi rừng đó nhiều chim và nhiều thơ mộng lắm nói đoạn khang cười váng lên vân không cười cho ngựa song song đi với ngựa của Khang, lòng chưa dứt khỏi ban khoăn. Anh Khang nhỉ, anh từng trải hơn tôi có thể bảo cho tôi biết rằng những kẻ thất vọng như tôi có thể lấy cuộc tình duyên mới mà vui sống được không? Khang đưa mắt nhìn chàng, rồi lại đam đam nhìn đi. Vài đoạn tình duyên ngắn ngủi thủa xưa hiện ra trong óc, Khang can vặn bạn. Nghĩa là anh muốn lấy một người đàn bà để thay một người đàn bà. Câu nói chỉ có thế, hàm bao ý nghĩa Vân Dương mắt nhìn như thán phục. Khang dục ngựa đi nhanh hơn một chút, cười vui vẻ. Có thể được lắm, nếu không thì tha ma không đủ đất chôn cất người quá bùa. Vân chép miệng. Thả rằng tử biệt thế còn hơn. Còn sông hẹp dần giữa hai bờ lau, quốc gọi khắc khoải. Sơn lâm có một vẻ thiêng liêng kiêu hãnh. Hai ngựa vẫn thủng thẳng đi trên đường cỏ mọc. Khang nhìn Vân một lúc mới nói, như nhắc lại cả một bài thơ cũ kể đến tình duyên thì thực lắm chuyện người ta bảo nó là một bài tính đố mà hàng bao nhiêu thế kỷ nay chưa ai giải nổi ở mỗi người tình duyên đi một cách chính tôi độ tuổi vân cũng đã phải khóc về tình nhưng không lâu vì tôi cho thế là thối tha lắm tôi mở mắt rộng ra giấu mình vào phong trần để thời gian chữa dần vết thương già những người yếu tâm hồn thì đã tự tử rồi hay ít xa thì cũng đau tim vì vân có hiểu không người vợ ái tình đầu tiên của tôi đã ngủ với một người bạn thân nhất đời tôi ngay khi tôi thập tử nhất sinh trên giường bệnh nụ cười nhạt nở một bên mép khang vân chạnh lòng chàng nghĩ đến cảnh ngộ mình còn hơn bạn nhiều lắm mà chàng vẫn thương thân mình như đã thương những tâm hồn đen tối vì khói thuốc và muội đèn chàng nói tựa hồ để nghe một mình như cảnh ngộ anh thì người ta có thể thành một kẻ sát nhân rồi hóa một tội phạm có khi đi tới đoạn đầu đài hay ít ra cũng tự tử gan dạ cho lắm thì cũng tự tử sống khang reo lên khi đôi mắt vẫn đục cả một gì vãng xót xa ấy đấy cây câu của tôi vẫn nói nghĩa là hút thuốc viện cho tới so vai ngủ với gái điếm cho tới nổ từng đốt xương uống rượu say cho tới bất tỉnh nhân sự để khi nửa đêm thức giấc khóc một mình như tôi là anh hùng lắm đấy chứ Đi theo đám buôn lậu để cho lính đoan bán xiên qua đùi Mà vẫn phải lê cái đau đớn Chạy từng quãng rừng nào có vì gì đâu Vần ngâm từng tiếng Để quên Chỉ để quên một tình yêu Quên kẻ phụ bạc Thật là quái gì Con tim người ta nó chỉ giữ lấy lẽ phải của nó Như các vị trung thần cổ xưa Trông thấy phải chết oan khuất Mà vẫn tiến thân tới Có khi dẫn cả tam tộc đến cõi chết oan nhục Để cầu lấy một tiếng chung Mối tình đầu tiên không bao giờ phai được trong trí người Có kẻ lấy được người vợ ngoan ngoãn Và đẹp gấp trăm lần người cũ mà vẫn không sao quên được người xưa, vừa xấu người vừa xấu nết. Mấy năm trời không đâm cho mình lấy một chiếc khuy. Vân nhìn bạn xót xa. Như anh chẳng hạn, thì ra ở mỗi tâm hồn có một thiên tình sử. Chính thế, chính thế. Nếu như thời cổ, người ta chỉ có biết một người vợ cha mẹ cưới cho, thì không mấy khi phải khổ như chúng ta. Vân nói một câu đầy ý thơ. Khốn nỗi vì ai cũng muốn thả thuyền hồn phiêu lưu, đi tìm lấy một bến mơ toàn hạnh phúc kỳ thực chỉ thấy một bến sông nước mắt. Câu nói ấy là lời than thở chung cho tất cả những tâm hồn. Trời u ám thêm, gió núi hơi lành lạnh, tự trong rừng xa có màu ám tràm, lẫn bên màu cây lá. Hai người như đang nuốt thầm nước mắt, lờ đáng, mỗi người ngắm một đám mây. Tới Phú Lộc đã gần 10 giờ sáng, thiên nhiên vẫn không kém vẻ đẹp, đẹp một cách buồn rầu dưới trời vẫn nặng mây xám. Đang đi, Khang chợt chỉ nương chè gần một đồi thông xanh ngắt bảo Vân. Đó là ấp thanh thủy của giáo lãng. Hình như Vân cũng biết anh ấy thì phải. Vân không cần suy nghĩ lại đáp ngay. Không. Hai người dục ngựa, chạy quanh mấy nương chè tới một con đường xoắn trôn ốc, vòng một quả đồi cao. Lên tới một khu nhà gạch hùng tráng đứng tận trên ngọn, giữa một hàng rào găng và dâm bụt. Khang tiến ngựa vào sân một cách thân mật. Trong lúc Vân còn chậm ngựa, mà nhìn quanh cả vùng đồi rộng rãi. Riêng một khu, hàng chục con bò béo tốt gậm cỏ hay đứng ngẩn ngơ dưới những gốc cao cao ngất ngường. Khang đã rủ được lãng ra đón chàng. Vân xuống ngựa và bắt đầu ngờ ngợ như có quen lãng thật khi người này bắt tay chàng niềm nở. À, tưởng ai, hóa ra anh Vân thi sĩ ở trường bưởi. Có lẽ đến 6 năm nay chúng ta mới gặp nhau đấy nhỉ? Thế nào, mấy con rồi? Vân chỉ biết cười xả giao vào trong buồng khách lãng chỉ ra bốn phía cửa mở rộng trông ra đến tận chân trời xa tam tắp khoe khoang ở đây phóng khoáng hơn hà nội nhiều gió núi thổi lồng lộng suốt ngày đêm đến là phải đắp chăn bông khay nước được bưng ra một thằng nhỏ ghé tai thầm thì bảo nhỏ lãng mấy câu chàng mời hai bạn uống nước vội vàng hai anh ngồi chơi tôi xin phép xuống nhà trẻ một chút khang hoàn hỉ anh cần trẻ cho khách hàng hay xuống trông thợ cho chúng tôi xuống xem. Lãng cười khanh khách. Vâng, hai anh đi một thể. Có mấy chục thợ đang lấy hương chè, nên tôi cần xuống trông qua một chút. Ba người trai trẻ ấy cùng vui vẻ đi vòng phía sau đồi. Xuống một dãy nhà gỗ đầy những người và chè. Mùi trẻ thơm sông ra, thoảng vào không khí một mùi thơm âm ấm. Vân khoan khoái bước vào gian lấy hương, có toàn thợ đàn bà và con gái với hai bạn. Trẻ đã dỡ ra khỏi hầm, đang được đem dần vào sấy. Lãng quên hẳn hai bạn Vì công việc dần tới chỗ sấy chè To tiếng bảo bọn thợ Khang cũng chạy theo Nắm từng vốc chè xem từng tí Nếm náp từng cánh chè vừa khen vừa bình phẩm Vần xem mỗi chỗ một chút Và bắt đầu thấy khó chịu vì sự ồn ào Hơi người, hơi chè và hơi than trong những lò sấy Chẳng biết hai bạn trong nghề nên chắc còn mãi lâu Nên bảo qua Khang Rồi ra ngoài Ngó qua mỗi gian một chút Đoạn lững thững trên một con đường nhỏ Quảng ấy có phong cảnh thần tiên Làm đắm lòng thi nhân Con đường đất đỏ Và thành từng bực thoai thoải Mấy cây đại giả nua uốn mình đứng hai bên Lá xanh mướt Điểm hoa trắng như màu sữa Đứng biệt lập ở từng quãng đất không Con đường biến mình Lần vào hoa lá rồi lại hiện ra ở tận chân đồi Nối liền với một con đường ngoằn ngoèo Như nguồn nước nhỏ chảy giữa cỏ xanh và cỏ vàng Đi mãi mãi về phía xuôi Một đàn dê được thả tự do so mỗi con một nơi. Có con dê đá già đứng tròn von trên tảng đá. Với bộ dâu bạc, cặp sừng cong và đôi mắt ngẩn ngơ như mơ màng nhìn mây trôi. Vần bẻ một cành cây, lần mở theo con đường nhỏ đi xuống. Tự cho là có óc thám hiểm. Đường không có gì, trừ những hòn sỏi óng ánh và những cánh hoa trắng rơi trên mặt đất đỏ. Xa xa có mấy nóc nhà hiện lờ mờ trong khóm cây xanh. Gà rừng ở đâu gáy vang vẳng, Vân càng đi càng thấy ra tiếng ồn ào của thợ làm chè. Thùng lũng với đồi núi, dưới tầm mắt chàng, phơi ra một bức tranh nhiều màu tuyệt mỹ. Thi sĩ đang mơ, bỗng nghe ai sẽ nói. Ông cho cháu đi nhờ. Liền né mình sang bên với một nụ cười. Nụ cười tắt sớm trên môi, vì thi sĩ tưởng mình lạc trong mộng lạ. Cô gái đẹp ngồi trên thuyền qua bến Phan lương, người chị của cậu bé Hùng. Có nước da như phấn hồng lại hiện ra ở trái đồi này với cái đòn gánh quẩy hai chiếc thúng không bộ mặt đẹp hơn nữa vì mồ hôi dính vài sợi tóc mây trên nước da hồng hồng như cánh hoa hồng bạch buổi ban mai cô gái đi lướt qua mặt chàng nhẹ như chiếc bóng thoảng hương trà dịu dịu chàng chưa kịp trấn tĩnh sự cảm động vì cuộc gặp gỡ bất thường thì cô gái đã xa cách chàng và xa thêm mãi nàng đi mải miết không để ý cả đến nhà thi sĩ đa tình đứng bên đường tha thiết trông theo khi màu áo nâu đã khuất hẳn trong màu xương của đường xa. Vân mới chịu quay lên đồi với cả một trái tim sôi nổi lắng dịu dần dần. Chàng chút ra một hơi thở và một câu thơ não nuột. Vô duyên không lẽ trời run rủi, chỉ khổ lòng ta bận nữa thôi. Khang và Lãng đang quanh quần tìm Vân, vừa trông thấy chàng, Khang đã cợt đùa. Thì nhân có gặp cô bán trẻ nào không? Vân thẩm sung sướng vì hiểu được nghề nghiệp cô gái có nước da hồng. Chàng nghĩ ngợi một lúc mới trả lời bỡ ngỡ. Đồn điền mà phải mua chè ngoài cơ à? Chắc cũng không mấy người đem bán tận nơi. Lãng giảng xài. Tại các anh đến muộn, sáng ngày thì cân chẳng kịp. Rất nhiều người đến bán, có kẻ ở xa hàng mười cây số. Vân buột miệng, như tận phù ninh chẳng hạn. Xa hơn cũng có, cứ được giá hời một chút là họ không ngại gì khó nhọc. Vân hiểu ở câu nói, cả một sự kiên nhẫn vất vả của những người nhà quê. Óc chàng lại tưởng tới cô gái vừa rồi Nước da hồng lã trã những mồ hôi khó nhọc Đang một mình dạo bước trên đường vắng với một gánh chè Tâm hồn lại sao động Óc nhà thơ muốn được chứng kiến hẳn sự thật thấm thía như một vần thơ máu Vừa tới dịp Khang vỗ vai chàng Anh có dám đi đồn hương với chúng tôi không? Ở tận đâu? Độ 30 cây số Tôi cần theo anh lãng vào đó Vì có người muốn bán 70 mẫu ruộng Và cả một dinh cơ vần ngần ngại Vị chi là 60 cây cả đi lẫn về Anh để hôm khác đi có được không Khang chạc lưỡi Thế còn nói chuyện Hôm khác thì khó lòng mua được nữa Vì ấp đó của một bà huyện trẻ Chồng mới chết Nên muốn bán đi cho xong Vân cười phá lên với câu mai mỉa Ông huyện đó chắc là một trang tử Cô vợ ấy không đập răng Nhưng cũng bán hết ruộng nương để vui thú một thân Chỉ khổ cho người chết Lã ngơ ngác nhìn bộ mặt chàng còn khang đã hiểu nổi tâm hồn bị thương ấy nên chép miệng anh bị quản quá hay là chúng tôi đi còn anh ở đây đợi lãng xen vào tôi trông rằng anh thở thẫn như người mất tinh thần có lẽ một quốc ngựa từ phan lương tới đây đủ làm anh mệt rồi anh ở lại đây như ở nhà riêng không có chút gì vướng víu cả vân gật đầu luôn ba lần vâng vâng tôi xin đợi hai anh vậy chương 4 lãng và khang đi khuất Vân đã quay lên đồi lấy ngựa đi nốt Sau khi dặn lại người nhà lãng một câu Lâu lắm mới thấy thi nhân có dáng vui Mặt tươi như hửng nắng Vân thúc ngựa cho đi thật mau về phủ ninh Vó ngựa cuộc trên đường lầm cát đỏ Gió giả rào bên tai Qua một thung lũng Qua một nương lau Qua mấy quả đồi Núi cao xa hùng vĩ Rừng cây bên đường bí mật Bướm lượn trên hoa cỏ Chìm hót bên cây cao Trời có những áng mây cuồn cuộn Thì sĩ quên cả rồi trước mắt chàng chỉ có một con đường chỉ óc chàng chỉ có một người con gái quẩy hai chiếc thúng không chàng đang đi theo mộng ôi đó mới là một bài thơ ngàn tứ đẹp hơn hết mọi bài thơ mới trước sau độ hơn giờ đồng hồ mà theo đuổi mãi chưa thấy bóng nàng vân bắt đầu băn khoăn lo ngại gần như một kẻ lạc đường khi nắng yếu ngựa vẫn chạy trời bỗng đổ mưa chỉ có một đám mây đen trên đầu chàng một phía trời vẫn trói ánh mặt trời trên đường trường chỉ có mấy quán lá xa xa bên một vườn chuối. Vân thúc ngựa mau tới đó và ngựa kịp dừng lại tận cuối dãy nhà. Chàng vừa nhảy xuống đất, dắt ngựa vào dưới mái hiên thì đã có tiếng reo. À, ông câu cá! Chàng vội ngoảnh lại, Hùng đã đứng ngay sau chàng với chiếc miệng thơ cười toe toét. Ông câu cá cho em đi ngựa với nào? Vân sung sướng giang tay ôm bổng cậu bé lên. Chàng cảm thấy như được bế đứa con thân yêu của chàng và nắm được đầu dây hạnh phúc. Đôi mắt chứa chan một tình yêu mến tha thiết. Vân nói như sao? Em đi đâu mà lại ra tận đây hỏi em Hùng? Hùng cười khanh khách, giòn tựa tiếng chim. Vân cũng cười theo. Bao lâu mới thấy thi sĩ cười tươi như thế? Vân sốc cậu bé cao ngang đầu. Vân bỗng đò người. Vì trước mặt cậu bé hiện ra cô gái quê có nước da hồng, đang đứng nhìn hai người. Môi xinh xinh trúng một nụ cười tươi vô kể. Hùng thấy Vân không cười với mình nữa, cũng ngơ ngẩn ngoái cổ lại nhìn theo chiều mắt Vân. Cậu bé bắt đầu chằn xuống, cô gái giơ tay ra đỡ lấy em, lễ phép cùng chàng. Em tôi hỗn quá, ông tha lỗi cho. Rồi quay lại lườm cậu bé trong tay. Ôi đôi mắt bổ câu mới trong đẹp làm sao. Vân ngây ngất cả người ấp úng. Thưa cô em ngoan lắm. Chiếc khăn vuồng thè, màu áo nâu non, hàm răng đen nhưng nhức, với hai chân gót đỏ như sen cho chàng can đảm thì sĩ thấy rõ ràng người đẹp chỉ là một cô gái quê hiền hậu, như thửa mạ xanh mềm mại, không bao giờ gây nổi một trận gió. Dù chỉ là một cơn gió nhẹ, rất nhẹ, chàng bình tĩnh gợi chuyện. Cô đi nhanh quá, nếu không đã gặp trận mưa này thì ướt hết. Nàng ngước mắt nhìn bỡ ngỡ, chàng hiểu đôi mắt ấy là một câu hỏi nên nói. Có phải cô vừa ở ấp thanh thủy về không? Đôi mắt bổ câu càng tỏ vẻ lạ lùng hơn. Chàng thấy rõ rằng người đẹp ấy đã không mảy may để ý đến mình lúc ở trên đồi nên khẽ chép miệng một cách thực chua xót chắc cô không để ý đến người đã nhường lối cho cô ở trên đồi thanh thủy đâu nhỉ lần này là lần thứ tư tôi được gặp cô lần thứ nhất khi chiếc đỏ qua bến phan lương nàng khẽ mỉm cười nói một cách tự nhiên thế mà tôi ngờ ngợ mãi hình như hôm nọ ông ngồi câu ở phù ninh thì phải câu nói ấy với nụ cười ấy như một luồng gió thổi rười rượi mát cả lòng Chàng hả hê Vâng vâng Hôm đó em Hùng cũng ngồi câu với tôi Cậu bé nhon nhòn, nhòn khoe với chị Hôm ấy em ngồi giữ cá cho ông ấy cơ Vân bẹo má Hùng thân mật Em đi câu với anh nữa nhé Cậu bé lắc đầu một cách khóm hình Trời mưa thế kia thì đi đâu Chàng quay lại nhìn trời Mưa còn phơi phới Mái hiền tí tách giọt xuống từng giọt Nặng trong như ngọc Vân thốt nói rõ sự mong thầm Trời có lẽ còn mưa lâu Cô gái lịch duyệt hơn Vùng trên này mưa luôn Nhưng mưa này không có bong bóng Mời ông vào trong hàng nghỉ chân Trời này chóng tạnh lắm Vừa nói nàng ám em vào hàng Vân ngoan ngoãn theo sau Ghé ngồi trên mảnh chiếu sách Trải trên cái bục đất Quán vắng Chỉ có một bà già vẻ mặt hiền từ Thấy chàng liền vui vẻ Ông ngồi chơi rơi nước Chàng không nghe thấy gì bởi còn mải lạ lùng vì cô gái dắt em vào tận sân trong chàng hỏi bà hàng cô đây là thế nào với cụ thế cũng chỉ chỗ là quen thuộc thôi ạ à. nhưng cũng như người nhà hôm nào cô ấy đi bán chè cũng gửi em ở đây nhà thơ nghi hoặc tự hỏi thầm sao lại thế nhỉ óc chàng thoáng nghĩ đến giáo lãng rồi mình lại nhủ mình chắc chả thế đâu cô gái dắt em ở trong ra ngồi ngay cạnh bà chủ quán cao giọng hỏi chàng ông xơi nước chè tươi Chúng tôi xót Vân hớn hở Thế còn gì bằng Chè, nhất là chè của vùng này Một gáo nước xanh hơi nóng nghi ngút múc ra Vân cầm một cái bát và đỡ lấy gáo ra vẻ lịch sự Xin cô Và vừa rót nước ra bát vừa hỏi Cô ở vùng nào mà lại đem chè lên tận Phú Lộc bán Dạ chị em tôi ở Phù Ninh Vân già già nghĩ ngợi Quái nhỉ Tôi chẳng trông thấy một đồi chè nào ở ngay Phù Ninh cả Bà chủ quán chêm vào Còn ở đây thì sao hả ông Vân xoay mình ra ngoài Đưa mắt trong từng hàng đồi núi chập trùng rồi đáp Vùng đây toàn tre la tre Đẹp mắt quá Cậu bé bỗng vỗ tay nằm áo chị Tạnh rồi Chị cho Hùng về đi Đến lúc này Vân và cô gái mới nhận thấy một suối nắng vàng Đã giải đẹp ở ngoài trời Giọt hiên còn sót óng ánh rơi lã trã Cô gái đứng ngay dậy bảo em hùng lại bà nhiêu đi rồi về nào vân đứng dậy theo chi một xu nước rồi vội ra trước dắt ngựa khỏi quán giam bước mới dừng chân cô gái dắt em cùng nhanh nhẹn ra tới nơi hùng chạy ngay lại gần vân xoắn suýt ông cho hùng đi ngựa với vân đỡ cậu bé lên tay cười cô cho phép em hùng đi ngựa cho đỡ mỏi tôi chỉ sợ nó ngã vân đặt hùng lên yên ngựa đường ngược hiền lành lắm cô chớ lo cậu bé ngồi khom khom trên lưng ngựa, hai tay giữ mép yên. Vân quận đầu dây cương vào tay đi thong thả bên người đẹp. Trời đẹp, cây cỏ còn ướt nước mưa, dưới nắng óng ánh như tấm lụa mới. Từng đàn chim bay kêu ríu rít ngang trời. Hai người đi được một thôi đường chưa nói với nhau một câu nào. Cô gái chậm chân đi bên mình ngựa, thỉnh thoảng lại nhìn em và đùa một câu. Chỉ thấy tiếng hùng cười và tiếng vó ngựa gõ đều đều trên đường đỏ huyện Đường phủ Ninh đã hiện xa xa, cao vòi vòi như xây ở trên lớp cây xanh ngắt, mầu vôi trắng xóa in trên nền mây đục ngầu ngầu. Vân thấy đường sao ngắn quá, lòng bồn chồn, chàng cảm tưởng là sắp đi đến một ngã ba đường, mỗi người một lối, xe dứt tấm thảm mộng đẹp mong manh như khói sớm. Chàng đi chậm chậm, vịn một bên mình ngựa, hết nhìn Hùng, nhìn cô gái có nước da hồng lại nhìn đường xa, mãi mãi mới nói một câu vẩn vơ. Trong đến nơi thật Cô gái bạo dạn hơn Trông thế mà còn xa lắm ông ạ à? Vì đường có thẳng đâu Lòng sao xuyến vần đưa mắt nhìn cô gái Tưởng chừng như người đẹp ấy đã hiểu nổi ý mình Và cũng đang thầm mong đường còn xa Nhưng đôi mắt nàng còn mải nhìn em nhỏ Chàng tự không hiểu sao lại rút sát như vậy Sự bạo dạn lúc nãy đâu mất cả Phải chăng con đường sơn lâm giữa thiên nhiên đẹp đẽ và người gái đẹp đã làm chàng lo ngại như anh học trò vào trường thi chàng băn khoăn mãi mới khơi chuyện lúc sáng ở ấp thanh thủy tôi thấy cô có quang gánh cơ mà bây giờ cô gái đỡ lời ngay vâng nhưng tôi đã gửi ở quán lúc nãy bà nhiêu ở đó cũng là chỗ người nhà vần cãi lại như khôi hài chỗ quen thuộc thôi chứ cô gái cười chừng bà hàng đã nói với ông nhưng cũng quá người nhà sáng nào hai chị em tôi cũng tới đó tôi lấy trẻ đi bán hoặc ở ấp ấy hay ở ấp khác vân ngừng lên nhìn hùng thế xa hôm nào em hùng cũng đến chơi ở quán đó lúc nào cũng quấn lấy chị thôi à cậu bé gật gật và rún rẩy trên mình ngựa một cách rất kháu khỉnh vâng chị em tôi bao giờ cũng có nhau nó muốn theo luôn tôi nhưng ông tính đường xa quá em nó đi sao được nên phải gửi lại đấy sao cô không để em ở nhà mặt cô gái hơi thoáng nét buồn người nhà tôi bận cả. Hai người lại lẳng lặng với bao nhiêu ý nghĩ lan man trong đầu óc. Đường vẫn vắng không? Đường vẫn vắng không? Một bên là rừng sơn, một bên là đầm sen với bèo. Hùng bỗng nhỏm người, vỗ vào mũ vân, nũng nịu. Ông câu cá hái cho Hùng hoa sen. Vân dắt ngựa sang bên đường đỡ Hùng xuống vui vẻ. Em đứng đây, tôi đi tìm que. Cậu bé nắm tay chị, khoa chân múa tay ở bờ đầm, đi bẻ được một cành xoan xài loài hoài mãi mới kêu được bông hoa sen đưa cho hùng cả đầm sen còn một chiếc hoa nữa vân tìm cách cố lấy cô gái đã cản thôi phiền ông quá em nói chơi một bông là đủ vân ngần ngại như tiếc bông hoa cuối cùng trên đầm nước muốn nói tha thiết anh muốn hái để dành em bông hoa ấy nhưng chàng chỉ hỏi chắc cô cũng ưa hoa sen lắm thì phải cô gái nhìn theo một con cỏ trắng bay nhẹ nhẹ như đưa thoi qua đầm nước khẽ trả lời. Hoa đã nở, ngắt lên chẳng được mấy nỗi. Vân đám đuối nhìn người đẹp, đẹp thủy mị như nàng thơ, đôi mắt trong trèo nhìn lại Vân ngượng nghịu. Sen sắp tàn cả rồi, và mùa hè cũng chẳng còn bao lâu. Cô gái cười hồn nhiên. Tôi hỏi khi không phải, chắc ông cũng là một thi sĩ. Vân sửng sốt tròn xoe đôi mắt. Vì các thi sĩ hay thương lá vàng rụng với hoa tàn lắm nhưng tôi thích sen tàn thì cúc nở. Nhưng tôi tính sen tàn thì cúc nở. Và lại hồng nhan bạc mệnh, hoa đẹp nên ngắn ngủi là phải lắm. Chỉ những cánh bèo trôi vào hoa rừng thường lại lâu hơn. Chàng thở thẫn cả người. Cha cô cũng đi học nhiều. Nàng như chẳng nghe thấy lời chàng, ảm em đặt lên lưng ngựa dục dã khéo léo. Trời sắp trưa rồi. Vân như một cái máy dắt cương ngựa đi cùng nàng. óc Vân vừa ngàn câu hỏi, Chàng nhận thấy nàng khác hẳn những người vùng này Một vẻ đẹp dịu dàng Lời lẽ ngọt ngào tự nhiên Biểu lộ sự thông minh rất đáng kính Ngần ngại một lúc chàng mới nhắc lại Chắc cô cũng đã đi học nhiều Dạ tôi đâu được cái hân hạnh ấy Nhờ trời cũng học lỏi được giam ba chữ mà thôi Giam ba chữ Tôi thì tin rằng ít nhất cô cũng đã học nhiều lắm Nàng cười mùm mìm Ông tính đầu tắt mặt tối ngược xuôi Chưa chắc đã đủ ăn còn học với hành gì? Vân nghĩ đến một gánh trẻ nặng trên vai nàng với những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đẹp nên ái ngại. Thực chẳng bì với những cô ở Hà Nội. Nàng cười nhạt. Giá dụ có được thế tôi cũng không muốn. Ông tính còn gì buồn hơn là chỉ có ăn rồi rong chơi. Đời không có một sự lo lắng một mục đích gì. Vân tới lúc kinh ngạc hết sức vì lời nói ấy. Chàng chân chố nhìn người bạn cùng đường, lòng băn khoăn hơn mãi. Sự lặng lẽ trở lại, nặng chiếu lên hồn vân. Nàng cũng bâng khuâng như nhớ tới một dĩ vãng thơ mộng nào. Vó ngựa gõ nhịp nhàng, như đếm từng giây từng phút. Hùng bỗng giật vai áo vân. Ông câu cá ơi, hoa em hỏng rồi. Vài cánh sen tơi tả rơi xuống đường, vân vỗ về cậu bé. Được, rồi tôi lấy cho em bông khác. Nhưng từ giày đừng gọi tôi là ông câu cá nữa nhé, gọi là Vân. Ừ, Vân nhé. Hùng gật đầu, cười khúc khích trên lưng ngựa. Vân cười và nàng gái đẹp cũng cười theo. Sự vui vẻ thân mật thốt nhiên nở ra như một bông hoa thủy tiên nở giữa đêm giao thừa. Vân được cơ hội đám đuối nhìn cô gái yêu cầu. Tôi muốn cô cho phép tôi ngày ngày được tới đón em Hùng đi chơi cùng tôi chốc lát được không? Cô gái cho là một câu cầu thân khéo léo muốn khước tử ngay. Nhưng thấy chàng có vẻ tha thiết thực thà đầm ra ban khoan mãi mới lựa được lời. Ông còn bận nhiều việc chúng tôi đâu dám Chàng lắc đầu một cách chán nản Tôi lên tới đây chỉ để khuây khỏa nỗi buồn Chẳng có một việc gì mà làm cả Ông nói thế Thực đúng vậy Cô đã gặp tôi câu cá hết bến này đến bến khác Đi từng cánh rừng từng ngọn núi Mà như thế chỉ buồn thêm thấm thía vào lòng Đã gần tới Phủ Ninh Xóm làng dần hiện rõ ở đầu đường Mấy người vẫn đi không nói thêm lời nào Vân bỗng như sực tỉnh Vội vàng yêu cầu lần nữa Cô nhận cho tôi cái ơn đó nàng tươi cười làng chuyện quên đi mất tôi chưa kịp hỏi ông ở về vùng nào tôi ở ấp mới tại phan lương đó chỉ là nhà một người bạn thân nhà ông khang vâng sao cô biết nàng cười vùng này thì ai mà không biết những ông chủ ấp chả bì với ở tỉnh muốn ông gì thì thường phải đầy rõ số nhà cô ở hà nội từ bao giờ thưa không ạ à? vân lúng túng mãi mới nhắc lại ý định Cô làm ơn cho tôi hiểu như thế có nên không?" Nàng ngoảnh ra nhìn như muốn nhận rõ nét mặt Vân. Nước da chàng thi sĩ bỗng đỏ lên, nhưng đôi mắt chàng vẫn tha thiết nhìn nàng và như mải về ý định. Chàng giữ hẳn ngựa cùng đứng lại. Cô gái giơ tay đón lấy em xuống, ạm lên lòng khẽ nói, "Ông cho phép chị em chúng tôi về trước, khi nào thông thả ông lại chơi." Vân nhận thấy sự bất tiện cho nàng nếu cứ đi cùng mãi, nhưng còn nhiều hy vọng Tôi biết cô ở đâu mà thỉnh thoảng đến thăm được. Nàng chỉ về phía trước mặt. Gian nhà có dàn hoa ti gôn, sao chạm đó là nhà chúng tôi. Ông cứ hỏi nhà ông Trương Hạt thì ai cũng biết. Chàng buông cương, thả cho người ăn cỏ bên vệ đường, ngẩn ngại tiến tới mặt nàng. Thưa cô, như thế có điều gì phiền phức không? Nàng trầm ngâm một chút rồi nói to như tỏ rõ sự thẳng thắn. Thực ra thì chẳng có điều gì cả. Nhưng phòng xa cho ông và cho chúng tôi khỏi bị miệng lưỡi người đời dị nghị thì ông cứ tự giới thiệu ở Hà Nội về là đủ. Vân chưa kịp nghĩ ngợi, nàng đã cười váng lên. Mà ông thì còn quá bộ đến nơi nhà danh vách đất của chúng tôi làm gì? Một hồi tiếng chim sơn ca rộn rã bên đồng không? Trong khi nàng gái đẹp khẽ nghiêng đầu chào chàng, với một nụ cười trúm chím như hoa bửa hé nở buổi tinh sương. Nàng ám em đi xào, chàng chỉ biết ngẩn ngơ, tỉ tay trên cổ ngựa trông theo. Ngày lúc đó, thì sĩ thúc ngựa chạy nhanh về Phú Lộc, lòng say như ủ men. Chương 6 Đêm hôm sau, lúc trăng dọi vào buồng, vân vùng dậy vì nhiều mộng đẹp, Chàng thắp một ngọn nến, trầm điếu thuốc ngồi viết. Bạn Vũ Linh Vân viết thư cho bạn vì chưa ngủ được. Chà, thằng thi sĩ chán đời lúc này là quan quá, óc đầy mộng và hồn đầy thơ. Không phải tại gió núi du ngàn thông, không phải nước sông triển miên chảy. Hay trăng rót ánh ngào qua song cửa đâu Linh hả? Bạn của Linh vui vì đã gặp một cô con gái mà thôi. Ồ, chắc Linh lạ lắm. Vân vừa thất vọng cơ mà. Sao lại dễ vui thế nhỉ? Khốn nỗi cô gái này xinh lắm và thông minh lạ. Nàng có đôi mắt trong như suối thu, có nụ cười tươi như hoa hàm tiếu và màu da như trứng gà bóc, như cánh hoa hồng bạch. Nhất là khi có mấy giọt mồ hôi thì đúng là dương động trên hoa sớm. Vân không làm thơ đâu. Thơ của ai cũng chẳng tà nổi cái đẹp thủy mị mơ màng tươi sáng của cô gái phủ ninh ấy vân đã được hân hạnh quen cô sáng hôm qua trên đường từ phù lộc về phủ ninh và sáng hôm nay trên đường từ phù ninh về đến phủ lộc à không phải vân lại nói phép rồi cũng có cách phú lộc độ hơn một cây số thôi thế kể cũng gọi được là đường trường chứ nhỉ mà đường núi này thì không trải nhựa cỏ xanh hai bên cạp lấy đất đỏ lẫn sỏi óng ánh dưới nắng không xe cộ chỉ có tiểu phu hát trong rừng thông reo, chìm hót bên vệ suối sóc sách tiếng vó ngựa đếm trên đường vắng lặng và khi đi bên cô gái đẹp tiếng nàng nói khe khẽ dù dương như khúc mộng quân thiều hôm qua vân gặp nàng khi bán chè về sáng hôm nay vân đón nàng từ gần phù ninh đi cùng nàng và em nàng đến xóm ná buôn trẻ của bà nhiêu đi cùng nàng và em nàng đến xóm ná buôn trẻ của bà nhiêu chủ nhân một cái quán nước nhưng chiều hôm qua đã có người lớn mua cất hết chè rồi. Nhưng chiều hôm qua đã có người tới mua cất hết chè rồi. Nàng lại cùng em về phủ ninh với Vân. Thật là bước đường thần tiên và những câu chuyện không đâu như bao thi vị cứ thâm thiêm mãi vào hồn Vân. Và bắt Vân, đêm đến phải thắc mắc và phải mơ nhiều quá. Vân chưa hỏi được tên nàng là gì, chỉ biết nàng là cô Hùng, tức là chị của một cậu bé con tên là Hùng. Thằng bé này kháu quá, đôi mắt to đen lay láy, trong như hai viên ngọc đôi má phúng pha phúng phính khi cười lại có hai đồng tiền nữa mới chết chứ chỉ tôi có chỗ là có vài chiếc răng xốn nhưng những chiếc khác lại trắng đẹp tựa răng chuột giữa đôi môi đỏ như mọng máu làm cho mình chỉ muốn cắn thôi thôi xin lỗi linh vân lại muốn khóc hay sao mắt nhìn chữ đã thấy nhòe hèn quá vân không đủ can đảm quên vợ quên con chăng nói đến người đàn bà lại nhớ đến nó mà chắc gì nó nhớ đến mình chỉ tội nghiệp thằng con tôi sao chết non quá thế nó sống chắc cũng kháo khỉnh bằng thằng Hùng chứ không kém Thư thả rồi Vân chụp ảnh nó gửi cho Linh xem Vân mần mề quản bút Rồi chậm chạp đặt trên bàn Trong lúc hàm răng can lấy môi Trong lúc hàm răng can lấy môi Và đôi mắt ướt đầm Và đôi mắt ướt đầm nhìn ngọn nến đỏ cháy như máu Cho tới khi trời sáng dần dần Vân nghiệm thấy đêm hết đến đâu Nỗi buồn đớn nặng chịu hồn chàng đến đấy Hình ảnh đứa con thân yêu Làm chàng mất mấy giọt lệ giữa nửa đêm nay vì ban ngày tới đã biến hẳn trong óc như một bóng ma. Chàng thở dài một tiếng, đứng dậy mở tung cửa sổ, gió núi qua sông thổi vào, như quyến thêm tiếng gà gáy văng vẳng tận nương xa. Thi sĩ trầm ngâm nhìn cảnh vật tỏ dần, đằng sông, mây chỉ hơi chói, Sườn đọng ở khóm chuối, lạnh lùng rụng xuống những tàu lá, kêu lên từng tiếng buồn hơn tiếng chim tử quy đâu đó, còn kêu thảm đạm. Vân thấy buồn mênh mông còn thấm đầy lòng, nhưng chỉ một lát, trời sáng thêm. Chàng tươi hẳn nét mặt Vườn vai hít không khí vào đầy phổi Dù rằng trời mới hôm đó Chỉ như bộ mặt một cô gái buồn ủ rột Vì đã vào tàu Vì đã vào tuần mưa ngâu Chàng khoan khoái lùi lại nằm dài trên giường Hai tay vắt ngang đầu Nhìn gói lam nhẹ bốc lờn vờn Trong lớp cây xanh mướt ngoài song cửa Rồi ngủ quên với một niềm vui trong trí thơ chương 7 Hùng đang đẩy mấy bao diêm Nối nhau thành hàng dài vừa kêu xịch 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 bắt trước một toa tàu hỏa bỗng ngừng đầu lên vì nghe tiếng vó ngựa đập rất thong thả đến gần. Cậu bé quên hàn trò chơi, nhảy ra đón người vừa trên ngựa xuống, reo lên vui mừng. A ha, ông câu cá! Vân giơ tay ấm cậu lên tay, dương tròn mắt cười. Hùng quên tên anh rồi à? Cậu bé cười khanh khách. À, ông Vân! Rồi cậu bác loa tay lên mồm gọi to. Chị Hùng ơi, có khách! Vân ấm hùng kho mình dưới giàn hoa ti gôn. Chậm chạp bước vào tới cánh cửa tre, vừa lúc chị Hùng ló đầu ra với một áng tóc mây buông xóa. Vân ngượng nghịu khẽ cúi đầu toan trào, thì nàng đã vui vẻ vừa trải vội tóc ra sau, vừa nói rất tự nhiên như đối với người quen lâu. Ông mới lên chơi, tôi vừa gội đầu xong, nên nghe em gọi mà không ra ngay được, nhà lại vắng cả. Vân nghe câu ấy như nhấp một ly rượu, vì tưởng có một ngụ ý vui mừng của gặp gỡ hiếm hoi thì sĩ bước vào trước nhà danh có người đẹp Với bộ mặt hân hoan Đôi má đỏ như một chú rể mới Vừa bước qua ngưỡng cửa Chàng dừng ngay lại vì cảnh tượng bên trong Nhà danh vách đất Nhưng không phải như mọi nhà ở quê Hoặc bẩn thỉu Hoặc lùng cùng những giường ghế với bàn thờ gian nhà trang hoàng một cách đơn sơ giản dị Nhưng bao mỹ thuật Chàng liên tưởng ngay tới một bài thơ nhiều tứ và thoát vận Không Lời một câu ca dao hay nhất của dân quê Thoạt đọc lên thì tưởng dễ lắm lắm Nhưng phải khó khăn Phải đổi dào ý tứ Phải dồi dào ý tứ Và có hứng nhiều lắm mới làm nổi Tưởng quét vôi vàng nhạt Lác đác mấy bức họa giá trị Lồng trong khung kính treo thẳng dưới mấy sợi thừng Tết bằng lụa mỡ gà Giữa những bức họa Nổi bật lên bức lụa thêu một con nhạn Chàng kinh ngạc vì những tác phẩm giá trị ấy Và ngơ ngẩn Cô nhớ hình như đã gặp ở đâu Một lần, nét vẽ và đường theo đó Chị Hùng do so xong nước ra chiếc tách Nhật Bản Quay lại thấy Vân đang ngơ ngẩn Thì vui vẻ nói to Mời ông xơi tạm chai nước đã Vân như chợt tỉnh mộng Cười vụng về Vâng, bà mặc tôi Chàng tiến lại ngồi xuống chiếc ghế chàng kỳ Hùng xà xuống khỏi lòng chàng Sang với chị ở chiếc chàng kỳ đối diện Tay máy nghịch chiếc giỏ ấm Trời u ám nên nhà hơi tối Vân nhận thấy sắc đẹp nàng hóa huyền ảo Thầm nói Một cô tiên trong mây Cô gái thoáng nghe thấy bập bõm hỏi lại Ông bảo mấy gì cơ? Vân ngượng nghịu Dạ điều gì? Tôi thấy những bông lau cắm trong chiếc độc bình giữa bàn này được hơi nước trà ấm bốc lên như những vệt mây và nhẹ như mây sớm. Cô gái cười, lộ hẳn hai hàm răng đen tự hạt na. Hôm nay ông lại thi sĩ hơn nữa. Tôi lắm lúc cũng hay so sánh mà chỉ thấy bông lau giống những cái đuôi. Vâng, đuôi còn sóc. Vân chợt nghĩ đến một buổi chiều hè ngồi cùng vợ yêu trên một con đê vắng ngắt nhìn vài chiếc thuyền xong buồm trôi trên sông thoang thoảng có mùi thơm của hoa cỏ bát ngát theo gió chàng thi sĩ khoan khoái hít từng hơi thở mạnh ôm chặt lấy vợ vào cánh tay trỏ ra sông nước mênh mông mà nói trầm ngẫm mà xem có gì say sưa hơn là những buổi chiều mát mẻ ngồi cùng người yêu giữa nơi phóng khoáng quang đãng này nhìn mây ngắm nước hong gió mát pha trộn hương thơm của hoa cỏ thi sĩ như đang bay nhẹ lâng lâng trên mây bị rơi đột xuống đất vì trông cười khúc khích. Hương thơm của đống văn bò cái kia kìa. Chàng tái người, nhưng may được châm xin lỗi ngay bằng câu. Mình giận đấy à? Thôi, chúng ta về đi, em đói lắm rồi. Nay chẳng nghĩ đến câu chuyện cũ, Vân bật cười. Và đuôi chó bông nữa chứ. Mặt nàng hơi đỏ, Vân biết là mình lỡ lời, nên làng sang chuyện khác. Cô ở đây tịch mịch sẽ chịu quá. Vâng, có thế, nhưng ở Phan Lương chắc vắng vẻ hơn vì không gần chợ gần bến và gần dinh ông huyện như ở đây. Hôm nào có phiên chợ thì nhức óc. Vân nói khẽ. Chiều nghe tiếng trống thu không? Đêm đến nghe trên huyện họ cầm canh, đủ rốt lòng rốt ruột. Chắc ông mới lên đây, nên nghe những tiếng ấy lại nóng ruột nhớ nhà. Còn chúng tôi đã quen. Lồng mày hơi díu lại, Vân chép miệng. Tôi thì còn ai nhớ với mong, có quê quán gia đình hẳn hoi, nhưng từ mấy năm nay, tôi cũng chẳng biết thay đổi ra sao nữa. Làm lúc cũng hơi nhớ nhớ Nhưng lại nghĩ Có phải gia đình mình nữa đâu mà nghĩ ngợi Thế rồi lại thôi Chàng chiêu một ngụm nước sau tiếng cuối cùng Và nhếch môi nở một nụ cười chua chát Lạ quá Sao hôm nay tôi lại nói đến việc nhà tôi như thế Cô gái vừa rót thêm nước ra tách Vừa nhìn chàng lo ngại Tôi trông ông có nhiều sự buồn lắm thì phải vẫn thấy nước mắt muốn ứa xa Nên ngoảnh ra phía khác khẽ nói Không, Chàng đứng vùng dậy ra đứng trước bức theo Cao giọng khen ngợi Cao giọng khen ngợi một câu rất xáo Trong lúc mắt chàng chưa nhìn Bức theo quý giá lắm Cô gái đã tới gần chàng tươi cười Ông quá khen Đó chỉ là một bức theo cũ từ mấy năm nay Tôi đem treo về nhà trống trải Vân ngắm kỹ cảng bức theo Nếu thật là trống trải mà treo bức cô nhạn này Càng có vẻ trống trải hơn Nàng cười giòn giã tôi thì chẳng gọi nó là cô bao giờ cả chỉ biết là nhạn con lẻ, mà một con nhạn ở trên bức thêu hay bay ở giữa trời đều đẹp hơn một đôi hay mấy con phải không không Cảm thấy câu nói ý nghĩa sâu xa và đúng, Vân cười thành thực. Tôi cũng nhận thấy vậy, mà thiết tưởng như cô thì chẳng nên có ý nghĩ đó, và thêu một con nhạn như thế này làm gì? Dạ vì sao? Vì chỉ vận vào người thôi, mà thế thì có hay gì đâu. Trước tôi cũng đã định theo một đôi, nhưng vì bận quá nên bỏ gió. Mùa đông năm ngoái tôi dỗi nên dỏ ra theo cho kín đường nền thành ra trông như nhạn bay trong sương mù. Vân sửng sốt vì những câu văn hoa rất cảm động do miệng nàng thốt ra nên ngoảnh lại. Đôi mắt nàng đỏ hoe, nàng thấy vân ngắm mình liền vùng cười to. Có người bảo tôi rằng đó là một con nhạn lạc loài tìm bạn. Mà tôi thì không hiểu rằng một đôi nhạn lạc nhau. Một đôi nhạn lạc nhau thì con nào đi tìm con nào? Vân cũng bỡ ngỡ hơn câu nói sau một giọng cười gượng. Với một đôi mắt ngập lệ như những mũi tên xiên vào trái tim bị thương của chàng, Vân ngập ngừng, muốn tìm một câu trả lời mà không thể tìm ra, đành chỉ biết chép miệng. Hình ảnh người vợ thân yêu chợt hiện ra trong óc, đôi mắt chàng cũng đỏ theo. Tâm hồn chàng đã tan nát, còn nàng vì sao cũng có những ngôn ngữ cử chỉ đó. Chàng cảm thấy tâm hồn nàng cũng không hơn gì tâm hồn chàng. Hai tâm hồn đau khổ như nhau và cần phải an ủi lấy nhau. Chàng muốn nắm lấy tay nàng, kể lể hết nỗi khổ tâm của mình và hỏi nàng nhiều thực nhiều nhưng rút cục chàng chỉ biết nhìn nàng bằng cặp mắt van lơn và ấp úng tôi có một điều muốn nói cùng cô không hiểu cô có nhận cho không nàng nhìn chàng lời chàng càng lúng túng tôi chỉ mong cô cho tôi làm một người bạn vâng cô coi tôi như một người bạn gái tôi khổ sở vì nhiều nỗi lắm và nay mới rõ cô làm ơn cho tôi được biết tên cô để cho tôi được dễ nói hơn giấu nhạ làm gì giấu nhau làm gì em em là kỳ vân định được tinh thần lời nói như một giải nước nguồn đã qua được kẻ đá khúc khuỷu và nàng như say vì hơi gió thu sung sướng cho vân quá gặp nhau đã mấy lần mà nay mới được rõ tên kỷ vân không hiểu sao lại mến kỷ đến thế thoáng gặp một lần khi kỷ ngồi trên chiếc thuyền qua phan lương vân đã nghiệm thấy sẽ được biết kỷ quen kỷ như bây giờ mà đúng vậy, hai tâm hồn đau khổ gần như nhau. Tránh sao không gặp nhau? Kỷ lao đao cả người, Vân tiến lại gần nàng một bước, đôi mắt chẳng đắm đuối, nhiều sức quyến rũ, nhiều sự an ủi quá. Nàng như bị thôi miên, hồn như chơi vơi, không bấu víu vào đâu. Hùng đã lon ton chạy đến, nàng như được cứu vớt, vội bã giơ tay ám chặt lấy em. Cuống quýt, ấp má nàng vào hai bên má phúng phính của em mà khẽ nói run run. Hùng ơi, Hùng ơi! em ngoan quá không hiểu vì đâu nước mắt sàn ruộng má nàng nàng vội ám em đi tất tả qua cửa ngang ra vườn gieo người trên chiếc ghế gỗ dưới một gốc cây vả cao cả nàng vừa kịp chùi vội nước mắt vào vai áo hùng thì vân đã đứng bên nàng giọng đầy hối hận kỷ tha lỗi cho vân vân nguyện với tình bằng hữu thiêng liêng thực không nỡ làm kỷ đau khổ đến thế nàng đặt em trên lòng ngồi nhích lại một mép ghế vuốt lại mớ tóc cho cậu bé vừa đủ thời giờ để chỉnh được câu nói. Vân chưa nói vậy, chỉ vì một sự, một sự buồn đột nhiên đến, khiến Kỳ không chân tính nổi lòng. Chắc Vân nghĩ ngợi lắm phải không? Đôi mắt nàng trở nên mơ mộng, trên khu vườn rộng. Mấy cây lê cao trên những lúng huệ tốt tươi, hoa tì gôn mọc mấy sàn ẻo là với những lãng phong lan đầy hoa. Vân mơ mộng theo. Kỳ có một vườn đầy thơ. Đến mùa hoa lệ, hoa huệ cùng trắng, những đêm trăng tỏ thì đẹp biết ngần nào lại những giàn hoa ti gôn kia Sao kỳ trồng nhiều hoa ấy thế Nàng khẽ đáp Vì người ta thích Nên tôi cũng thích theo Nên thành quen Lá hoa ti gôn ấy trông cũng đẹp lắm Vân nghe dọ thấy nàng trầm giọng trên hai tiếng người ta Nên đầm nghĩ ngợi mà không tiện hỏi Vâng Thi sĩ chúng tôi bảo nó giống tim Nàng nhắc lại nho nhỏ Thi sĩ Đôi mắt nàng vẫn mơ màng nhìn tận đâu đâu Vân gợi chuyện Chắc kỳ hay ngồi đây lắm dưới gốc vả này thì nắng nào lọt nổi nhỉ hai câu hỏi mới được trả lời thỉnh thoảng tôi cũng ra ngồi ở đây vân suy nghĩ mãi mới toan hỏi nàng sao ở nhà thường vắng vẻ thế này nhưng thấy câu chuyện gần như luẩn quẩn nên lại thôi không khí nặng trĩu một cách êm ả à. chàng nắm hai tay vào nhau thử người hết nhìn theo tầm mắt của cô gái chàng nắm hai tay vào nhau thử người hết nhìn theo tầm mắt của cô gái lại nhìn xuống mái tóc óng ả à làm nổi bật nước da trắng của nàng, chàng muốn cúi hôn nhẹ vào gáy nàng nhưng lại lo ngại. Cô gái có đủ vẻ cho chàng kính nể, chàng thấy hình có một sức gì mãnh liệt lắm, còn ngăn cản hai người hai tâm hồn rõ ràng ở cạnh nhau và rồi rất dễ gặp nhau. Bàn tay chàng chỉ dám khẽ vuốt vụng trộm mấy sợi tóc như tơ Sải trên thành ghế. Chàng có cảm tưởng như đã vuốt vào má nàng, rồi tim chàng đập hơi mau, chàng thấy lờ mờ rằng bao nhiêu hạnh phúc bị châm phá tan nay lại tìm thấy ở cô gái quê thủy mị với bao nhiêu sự an ủi êm đềm có thể thấm khô được nguồn lệ trong đời chàng nhưng biết đâu ôi biết đâu rồi chẳng thêm một nguồn lệ nữa cho chàng thi sĩ thất tình phải thổn thức nhiều hơn và thơ thêm lâm ly tình ái là một vườn hồng chàng đã ở vườn hồng đầy gai bị bứt ra với bao nhiêu vết thương sớm máu nay qua vườn hồng khác mùi hoa thơm sao xuyến lòng chàng xa khoa đẹp lung lạc hồn chàng chàng muốn bạo vào đó lần nữa. Vườn này cũng nhiều hoa hồng, tất có khác nơi vườn cũ, nhưng cũng chỉ là những hoa hồng đẹp, thơm thanh khiết. Mà phải cái cũng nhiều gai, biết đâu chẳng nhiều hơn nữa. Cảnh huống chàng tựa người đứng ngoài cửa, một khu vườn, mắt thèm thuồng mà lòng thì do sự, vì tim còn như bị xé làm bao mảnh. Khốn nỗi vườn nhiều hoa hồng, đời còn thiếu nữ, làm say lòng người, say lòng thi nhân hơn hết cả. Kỷ vẫn ngồi bên Hùng đang thiêu thiêu ngủ trong lòng nàng. Hồn nàng như bay về đâu. Đôi mắt lờ đờ, tựa hồ nhìn thấy bao nhiêu cảnh tượng hồi quá vãng đang mở ảo hiện ra. Mong manh như trong giấc mơ. Nàng đang sống những giây phút của hồn, của trí mơ. Nàng đang quên cả Hùng, Vân, quên nàng, quên cả Trần San. Nụ cười vô định như thương hại nở trên môi nàng. Héo dần dần, nhường lại bao nhiêu chua chát. Vân đã được sống những phút cao cả, lâm ly ấy, nên cảm động vô cùng. Chàng càng thấy tâm hồn nàng có nhiều chỗ giống nhà thơ bị cảm, bị ảnh hưởng vì từng chiếc lá vàng, nặng lòng hối hận. Chàng tự đổ lỗi là đã khêu gợi mối sầu của nàng gái đẹp hiền hậu, chỉ đáng được nâng niu, và sống một đời hoàn toàn êm ấm đầy đủ. Chàng muốn ngỏ lời xin lỗi mà lưỡng lự mãi, không biết nói ra sao. Gió sao xác lá vườn, mây lựng thựng trôi từng dải đục lờ lờ trên lưng trời không ánh nắng. Xa xa, ai thả chiếc diều sáo gieo ảo não. Vân chợt nhớ một chiều thu hơi lạnh, đứng cùng Trâm trong thửa vườn đầy hoa ở Ngọc Hà. Lòng thầm mênh mang bao nhiêu niềm vui của tuổi xanh mới ủ hương yêu. Hôm ấy với Trâm sao chàng có duyên thế? Đôi mắt long lanh nói cười luôn miệng. Chàng thi sĩ lạc quan có bao nhiêu chuyện? Khiến Trâm thường vò đầu chàng khen nước nở. Vân của tôi đáng yêu quá, đừng bao giờ vẫn phụ em nhé. Mà nay Trâm đã phụ chàng rồi ngẫm lại đoạn tình duyên cũ, vần ngào ngán nghiệm ra mình mỗi ngày một vô duyên. Cười gượng và nói gượng, chẳng hiểu nông nỗi bởi đâu. Chàng không hiểu nổi chàng, một con chim đậu trên cành cây, bị đạn xả cành một lần. Ví dụ khỏi, ngẫu nhiên có khi đậu trên cành cây cũ, còn dám cả hót nữa hay thôi. Đồng hồ nhà ai điểm bốn tiếng buồn tênh. vần nghĩ nên về là hơn, vì sắp đến giờ rửa soạn bữa cơm chiều của nàng nên khẽ gọi. Kỳ, cô Kỳ. Nàng từ từ ngoảnh lại Xin phép kỳ vân về Nàng sông ngay hùng đứng dậy Chết chửa Tôi mải nghĩ một việc Nên không tiếp chuyện ông Vân xa sầm nét mặt Giọng nói hơi thổn thức Kỳ không thể tránh được tiếng gọi khách sáo ấy sao Em quen mồm đi đấy À mà Vân về làm gì vội Trời hôm nay trông trong tôi thế thôi Bây giờ mới độ Tiếng em khiến Vân sung sướng quá Hơn 4 giờ chiều rồi đấy Nàng ra bộ sửng sốt thế kia à? Nhưng mà Vân thì cần gì giờ mới giấc? Thi sĩ mà lại, ở đây, rơi cơm cùng chúng tôi. Vân vào nhà ngồi chơi. Ừ, chúng tôi cũng sắp về. U chúng tôi cũng sắp về. Chàng băn khoăn nửa ở nửa về, nàng đã vừa ám em vào nhà, vừa nói to giọng đều đều như nhắc lại một câu chuyện. Thi sĩ thì chỉ khó về tâm hồn thôi, còn giấc ăn giấc ngủ, ngày tháng thì cần gì? Vân theo sau với nụ cười, lòng tưng bừng vui như Tết chàng không còn bỡ ngỡ sừng sốt nữa. Cô gái thực có một tâm hồn thơ mộng, chỉ óc lịch duyệt sớm hơn tuổi như một thi sĩ chân tài. Chàng chỉ còn muốn biết duyên cớ bí mật đó và làm sao được luôn luôn gặp nàng. Ôi bao nhiêu an ủi ở đôi mắt bổ câu, ở câu nói, ở nụ cười hoa thua ấy. kỷ đặt em xuống chàng kỳ, vừa xoa má nó vừa bảo Hùng ngồi đây chơi, tiếp ông câu cá hộ chị nhé. Rồi quay lại phía Vân. Anh ngồi chơi, Nàng bỗng vừa nói vừa cười nước nở Cứ gọi Vân là anh lại hóa hơn Anh tôi có còn thì cũng nhiều chỗ giống Vân lắm Sự thân mật tới nhanh một cách bất ngờ Vân hoang mang nhận thấy kỳ nhiều chỗ giống châm Nên cũng cười cười hồn nhiên Nên cũng cười hồn nhiên Em tôi cũng giống kỳ nhiều lắm Nàng rót một chén nước hỏi chàng Cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi Và tên là gì họ anh Vân như bị tê liệt cả gan dạ Nói đùa thế Chứ làm gì ra em nữa Chàng cười rộ lên Kỷ liệu đủ nồi thổi cơm cho Vân ăn không? Nàng cười trúng chím Chỉ lo thiếu gạo Chưa nổi đất thì nhiều lắm Ngự anh chỉ nửa lưng cơm là nhiều Thi sĩ mà lại Chàng bĩu môi Hình như kỷ chỉ nhức thi sĩ Thi sĩ từng lúc thôi chứ Kỷ chỉ một cái bàn nhỏ kê ở góc nhà như hốt hoảng Thôi muộn rồi Anh ngồi chơi Trong ngăn kéo bàn kia khối thơ ra đấy Anh lấy ra mà xem Nàng đi vội xuống sân còn nói với Thơ nhiều bụi lắm đấy Anh liệu rũ hộ nhé Nàng vừa đi khuất Vân đã chạy ngay lại chiếc bàn Kéo chiếc ngăn ra Chàng rút ra từng quyển Mắt chàng quên chớp Và tay run run vì luống cuống Bởi một cảm giác sôi nổi Bao nhiêu là thơ Bao nhiêu là thơ Thơ dịch Thơ làm Cả cổ lẫn kim của ôn như hầu Bạch cư dị Nguyễn du Nguyễn công chứ Của tản đà Của tú xương và lẫn cả những cuốn thơ của thi sĩ đương thời. Chàng cũng là một thi xa. Cuốn thơ đầu tiên của chàng đã được bao nhiêu báo ca tụng. Chàng dở vội xem nó có ở đây không? Chàng dở vội xem nó có ở đây không? Chàng thở phụt ra một hơi như chút được một cái gì nặng chữ ngược. Vì đã dở đến quyền cung oán. Cuối cùng, vài con rán hốt hoảng đang tìm đường trốn chạy. Khiếu thông minh đã cho chàng thấy ngay rằng nàng không đọc một cuốn thơ nào từ ba năm nay. Vì mấy tác giả mới được hoan nghênh, đều không có tên trong đống thơ cũ này. Chàng cầm lấy quyển cung oán, ra ngồi cạnh Hùng, dở ra ngâm lại mấy câu buồn nhất mà chàng vẫn thuộc. Trong khi trời tối hơn mãi, trống trên huyện Phủ Ninh đã điểm canh một. Vân Kiếu Từ Kỳ và chú U nàng, theo lời nàng gọi thế, về, sau bữa cơm tối. Chàng nhảy lên mình ngựa, phóng nước đại dưới trời hơi có mưa và gió lạnh. Về đến ấp mới đã khuya, Khang bận đi thăm ruộng ở xa từ chiều không về đêm ấy, Vân Phi ngựa thẳng vào sân, bảo qua người trong ấp xin lỗi vợ Khang, hiện đã ngủ, vì chàng bỏ bữa cơm chiều không báo trước, rồi vui vẻ về buồng. Hấp tấp thay quần áo ướt, ngồi ngay xuống trước bàn, vạn đèn thật sáng, lấy giấy bút, vừa huyết sáo vừa viết thư. Bạn Vũ Linh, sung sướng quá, Vân đã được nàng hẹn đến sáng sớm ngày kia. Đón nàng đi phú thọ, nàng bảo năm nào nàng cũng phải lên tỉnh vài lần để mua vải hay len may áo cho em. Còn nàng đã hai năm nay chưa sắm sửa gì Riêng năm nay Nàng sẽ mua một tấm lụa trắng thực đẹp Đó là triệu chứng một người bắt đầu yêu phải không bạn Nàng đẹp quá Hai năm Nàng quên chảy chuốt vì có nhiều điều đau khổ lắm Năm nay nàng quyết may quần áo lụa Âu là cũng tại Vân Một cô gái đẹp như thế Hiền hậu như thế Thông minh như thế Mà không yêu thì còn nghĩa lý gì Mà yêu một thằng trung tình như Vân Còn hơn yêu một anh trai giàu đẹp khác chứ đó là mộng nàng thơ, nhà nàng, vườn nàng, đầu đầu cũng nên thơ cả. Quên chưa bảo linh, tên nàng là kỷ, mãi hôm nay vân mới hỏi được đấy. Vân nghiệm thấy đã hơi hơi yêu nàng rồi, sao một chút là thấy nhớ. Kỷ mơ mộng và bí mật nữa, thực là đáng trọng. Nàng xử với vân như một người bạn, vân mới nhận thấy có thế thôi, chưa biết đến bao giờ vân mới dám nói thật cùng nàng. Viết đến đấy, vân thử người một phút, rồi tặc lưỡi đợi đến ngày kia viết một thể. Rồi chàng nằm dài ra giường, miệng hát, óc nghĩ đến cuộc gặp gỡ chưa tới. Chương 8 Bóng đêm còn dày, Vân đã đứng ở dốc huyện Phủ Ninh, hai tay thu trong túi quần, áo dương cổ, mũ sụp mang tai, đỡ từng giỏ xương lạnh. Chàng đứng đấy đã lâu lắm, mà rời vẫn chưa sáng. Hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, Vân bắt đầu nóng ruột, rút đồng hồ ra đánh một chiếc diêm soi. Mới có 4 giờ sáng, Chàng thi sĩ cảm thấy mình kỳ ngộ quá Thì ra chàng có mặt tại đây từ lúc 3 giờ Và đã ngủ ít quá Vân nhớ lại đêm qua Một ngày dài rằng rạc Chàng đã đợi từng phút từng giờ Đêm khuya mới đi nằm Chàng vùng dậy khi có một tiếng chó sủa Và tin chắc rằng Mình đã ngủ nhiều quá Chàng chỉ kịp rửa mặt, chải đầu Không kịp rẽ đường ngôi mà quần áo đi liền Không tiện đi ngựa Chàng tìm mãi không có một chiếc xe tay Nên cắm cổ đi tất tả tới đây dù hãy còn đêm tối. Đã ngơ ngác xem kỳ đứng đó chưa? Ruột nóng bồn chồn thì nhân ấy đợi gái với hết cả nỗi lòng một người mới bắt đầu yêu. Lúc rõ thì giờ, chàng mới nghĩ đến sự lạnh lẽo của đêm tối cùng cảnh vật thâm u quanh mình. Vài tiếng cú rúc não nùng, từng khóm cây đen xì, nghiêng ngả lù lù như những hình thù quái gở, có tiếng chim vỗ cánh, chàng rờn rợn hơi sợ hãi. Từ ở những vùng nước ao, hồ, ấy kêu ồm ộp, tiếng xa tiếng gần như dọa nạt. Chốc chốc vạc ăn đêm buông vài tiếng ngân. Vân ngừng lên tìm tiếng chim qua, chỉ thấy đen tối một màu. Chẳng bắt đầu thấy lạnh giá, co thêm cao cổ áo, đi mười bước rồi lại quay lại. Cứ thế mãi rồi chàng ngồi trên một gốc cây sần sùi, nối thêm một điếu thuốc, hút từng hơi dài, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ của núi rừng. Hai tay khoanh trước ngực, chàng thiêu thiêu ngủ quên với bao nhiêu mộng đẹp và bừng mắt dậy. Khi bọn trài gõ lách cách mạn thuyền, đánh cá dưới sông, nước còn đục vì đêm khuya chưa hết hẳn. Áo quần ướt như bị mưa, chàng từ từ đứng dậy, cầm mũ gạt từng giò xương động trên mũ xạ. Nhìn qua về phía nhà nàng, vần có dáng nhàn nhã, thùng dung đi ra vệ sông. Ngót chục chiếc thuyền gỗ nhỏ, quanh một khoảng sông bơi nhẹ nhẹ như trên mặt hồ đang thả lưới. Thuyền và người chưa tỏ rõ, tựa hồ như cái bóng lờ mở trong sương mù, bao quát cả phong cảnh u trầm. Đằng đông, mây đã đổi ra màu tím rồi đỏ hồng. Gà khắp xa gần đua nhau gái rộn rã. Vài con chim trả lông xanh biếc, không biết từ đâu bay tới, chập trởn trên sông, thỉnh thoảng lại vút xuống nước. Khi lên đã có một con cá ở trong mỏ đen. Nước sông theo với màu trời rạng rỡ thêm mãi, vần rút đồng hồ lần nữa. Đã gần 5 giờ, chàng vội quay lên đứng trên chiếc sốc, đợi người chàng ngấm ngầm yêu. Chàng có ý tưởng, muốn dò ý tứ cảm tình kỷ đối với mình ra sao, nên đứng nấp sau thân cây thông lớn, ngó về phía nhà trạm. Đợi không lâu, Vân đã thấy Kỳ đi về phía chàng. Dù rằng hôm ấy nàng khác mọi lần chàng gặp, nàng mặc toàn quần áo đen, đầu chít một chiếc khăn vuông đen, tay sách chiếc nón chóp và cái tay nài nhỏ. Dù chưa trông thấy rõ mặt, chàng cũng dự đoán rằng hôm nay nàng đẹp lắm. Nước da ấy, bên cạnh màu đen chỉ tôn thêm vẻ trắng. Sự tự phụ ở chàng hôm nay cũng như ở khắp các kẻ đang yêu, khiến chàng tin rằng Thế nào nàng cũng tô điểm thêm vẻ kiều diễm Để làm đẹp lòng chàng Biệt đầu nàng chẳng yêu chàng rồi Thi sĩ chỉ giàu mộng Và giàu tưởng tượng thế thôi Kỳ đến chỗ hẹn Cuối dốc huyện Dừng lại một chút Nhìn bốn phía Phía phan lương nhiều hơn Rồi lại thoan thoát đi ngay Vân biết là kỳ không trông thấy chàng Thấy nàng không dừng chân được một phút Vân thử người tựa hàn vào thân cây Lòng xót như bào Lưng trời một con nhạn lẻ bay về xa tam táp Chàng thi sĩ thất tình ngờ ngọ rằng chàng đã thêm một lần nữa bước vào nguồn yêu đầy lệ. Một ý nghĩ thoảng qua, vân chạc lưỡi, cười thét lên một tiếng. Chạy bổ xuống chân dốc, giang tay đón đầu kỳ cười lơi lả. Cô mình không thèm chào tôi nhé, được rồi. Kỳ mỉm cười, nhưng khi chàng tiến sát đến cạnh, toàn nắm lấy tay nàng, nàng lùi vội lại cao mày sừng sốt. Vân sao thế? Vân như hóa điên cười nhạt nhẽo. Có gì đâu mà em hỏi, Chúng ta dắt tay nhau đi cho chóng Kỷ lùi thêm lại một bước Cười nhạt hơn Giọng nói ngọt ngào một cách thất vọng Tôi xin phép Vân Hôm nay tôi có chút việc Nên không ra tỉnh được nữa Nàng quay ngoắt người Đi vội trở lại Tay đưa nón đội lên đầu Mặt hơi cúi xuống Vân khoanh tay nhìn theo với nụ cười ngạo nghễ Ôi ai đoán được lòng chàng phút đó Nhưng chỉ độ một phút Chàng thi sĩ bị sức gì mãnh liệt đánh ngã hết cả tâm tính kỳ ngộ cho nơi ở đó. Chàng tất tả theo sau nàng khe khẽ gọi. Kỳ, cô Kỳ. Nàng hơi chậm bước, giọng chàng như van. Vân xin lỗi Kỳ, sở dĩ Vân có những hành vi khiếm nhã đó, vì Vân tưởng Vân khổ sở quá. Vân đã ra đợi Kỳ từ đêm, Kỳ có biết không? Nàng vẫn đi, chàng đã tiến lên trước cả nàng đứng lại, đôi mắt van lơn, giọng cũng van lơn. Kỳ không ra tỉnh được à? Nàng cúi gầm, Chiếc nón che gần hết nửa mặt khẽ đáp Vâng Kỷ dối vân làm gì Nếu Kỷ không ra tỉnh Thì không có những y phục và chiếc tay nải này Vân biết Kỷ giận Vân lắm Lỗi của Vân thực đáng để Kỷ ghét bỏ Mà xét lại thì Kỷ chỉ nên thương Nàng hơi ngừng lên Chàng thi sĩ óc dáng điệu khổ sở và thành thực quá Kỷ có biết không Vân đã tới đây từ lúc nửa đêm Ngồi quên cả gió dương lạnh lẽo Đợi tới lúc Kỷ ra Mà lại thấy Kỷ không nán đợi được tròn một phút Vân không hiểu nổi Vân vì sao tự nhiên như một thằng hóa dại Thôi Kỷ thư lỗi cho Vân Kỷ chớ giận bỏ một công việc Kỷ nhé Tha lỗi cho Vân đi Chiếc nón được cầm xuống tay Nàng quay lưng về phía chàng Thong thả đi trên con đường ra tỉnh Vân hớn hở đi bên nàng Vừa ngượng nghịu vừa sung sướng Mãi mãi mới tìm được câu hỏi Mà chàng đã rõ trước câu trả lời Kỷ không cho em Hùng đi cho vui Một lúc nàng mới nhìn thẳng vào mắt Vân vẻ mặt rất trang nghiêm kỷ muốn hỏi thực vân câu này dù vân có giận cũng được vân coi kỷ là hạng người thế nào vân luống cuống một chút rồi mỉm cười kỷ hãy còn giận vân lắm phải không bao giờ thì vân cũng chỉ coi kỷ như một người bạn thân hay một cô em gái thế thôi kỷ ạ à, những thằng thi sĩ đều gàn dở cả kỷ đã biết nhiều về thơ và thi sĩ thì mong kỷ nên biết thêm sự quái gở đó và tha thứ cho chúng chúng là lũ người khóc cái không đâu cười vô cớ và thỉnh thoảng lại hóa điên. Vâng, điên thôi chứ chẳng thành đều được đâu. Thì nhân nhìn đi nơi khác và như nói với gió. Những lúc ấy vì chúng khổ lắm đấy thôi. Nàng ngắm nghĩa chàng thấy xương còn đọng đầy áo mũ, đâm ra phần vần nên khẽ hỏi. Anh đợi tôi từ đêm thực à? Giọng chàng không kém vẻ mơ mộng. Thì sĩ hay tưởng tượng và bịa đặt, đó là thơ. Còn đời thì ít khi nói dối lắm, vì chúng hay tự đặt lên chỗ thanh cao, Cả những lúc đói rét quá, khổ sở quá. Ví dụ, nàng cười tươi tắn, che nghiêng chiếc nón trên đầu. Thôi, em hiểu rồi, không phải ví dụ nữa. Vân nhìn nàng với nụ cười nửa miệng. Kỷ có thông minh cũng chẳng hiểu nổi cả đâu. Thì sĩ có những luận điệu, những hành vi kỳ ngộ lắm. Vân còn nhớ một câu chuyện cũ. Ngày ấy, đầu đã cách đây 8 năm rồi. Vân còn là anh học trò. Nhà Vân có cho một người lớn tuổi hơn Vân tên là Tân Trọ Học anh ấy suốt ngày chẳng nói câu nào cả năm chỉ có chiếc áo the thâm và đôi guốc cùn không bao giờ thấy một người bạn đến thăm anh ấy chăm quá có khi nửa đêm hãy còn ngồi ở bàn giấy tháp chiếc đèn xe đạp lấy ánh sáng mà ngồi viết một đêm vân tỉnh giấc nằm nhìn qua màn ra thấy anh cười mùm mìm rồi lại ngâm thơ mà nước mắt thì chảy ròng ròng rỏ cả xuống trang giấy của anh đang viết vân biết ngay là anh đang làm thơ và cũng vì thế mà vân bắt đầu để ý đến thơ hơn hết cả Vân đọc nhiều thơ và ngẫu nhiên một hôm hóa ra thi sĩ. Kỷ vừa cười vừa đùa. Một hôm hóa ra thi sĩ, anh làm tôi lại nghĩ đến một con dâu hóa bướm. Ngày trước mặt, hai con bướm trắng chập tròn đuổi nhau như dỡn với cặp gia nhân ấy. Mặt trời lên đã hơi cao, nhưng chưa soi tỏ được khắp. Từng trái đổi cao, xương trên ngọn tan dần dần. Một nửa nắng chiếu vàng như lúa chín, còn một nửa sườn đồi xanh ngắt như mạ non. Xương động từng đám như nhện trăng trên cỏ ướt, từng cánh rừng sơn và rừng trầu có vẻ đẹp sáng sủa và mềm mại cây sơn mảnh mai đứng từng hàng in từng nét đen xuống đất đỏ xa xa rừng thiên nhiên âm u cao cả chim náu mình đâu đó hót từng hồi thiết tha kỳ đâm ra lãng mạn ở trước những cảnh đẹp như thế này người ta dễ thành thi sĩ thực vân không để ý đến nhời nàng vân nói chuyện anh tân thức khuya cho thầy mẹ vân nghe một hôm giữa bữa cơm thầy mẹ vân khuyên anh nên ăn ngủ cho có giờ giấc, kẻo lao lực quá. Và nếu khi nào muốn thức khuya, thì cứ việc bật đèn máy lên cho khỏi hại mắt và thở phải khói đèn dầu. Tưởng anh hoan hỉ nhận ngay, ai ngờ anh ấy buông ngay đũa bát, nghiêm trang thưa. Mỗi tháng con chỉ có đủ 5 đồng bạc, đưa ông bà cho ăn uống thế này thực là hậu quá. Còn vẫn ân hận vì phải chịu ơn, nay ông bà lại cho như thế. Thực con không dám, con thức khuya, có khi suốt sáng để học và viết nếu cứ dùng đèn điện thì phải tốn tới hơn đồng bạc điện mỗi tháng Còn không thể nào lại mang thêm cái ân ấy được nữa kỷ về bình có lẽ anh ấy nhún nhường khách sáo không mẹ vân thường anh ấy chăm chỉ và nghèo nên muốn rút bớt tiền cơm đi anh ấy không nghe mẹ anh mỗi tối thường mua thêm hoặc cốc sữa hay chiếc bánh đưa anh và để cho anh một chiếc đèn dầu hỏa thực tốt một hôm anh ấy xin phép về quê và đi mất năm hôm sau vân nhận được một lá thư Chắc là anh Tân không muốn mang ơn và cảm ơn ông bà. Vân lắc đầu. Anh ấy bảo rằng anh ấy thấy như bị khinh bỉ và phải sống trong sự thương xót. Anh ấy tủi nhục lắm. Kỳ cười tùm. May mà anh ấy không hóa điên. Vân nhìn một lúc như nhận kỹ ý nghĩ của nụ cười trên môi thắm của giai nhân. Rồi nói giọng đầy thất vọng. Người ta nhục nhã buồn giàu hay tuyệt vọng quá. Nếu không khóc tất là cười gằn và hóa ra không tự chủ được nữa. Vì thế nên lúc này Vân mới làm kỳ giận Nàng không nói gì Vân chỉ nhìn thấy đôi mắt nàng dịu dàng quá Nhưng mơ hồ Có một vẻ buồn tham thẳm. Chàng đi sát bên nàng Nắm nhẹ nhẹ lấy cánh tay nàng Nàng khẽ cặp cánh tay vào sát người Bàn tay chàng được chạm vào lượt áo mỏng bên giường nàng Hơi thở chàng đã như loạn Chàng do dự mãi mới ngập ngừng hỏi Kỷ quên lỗi cho Vân rồi chứ Kỷ Nàng khẽ đưa mắt âu yếm nhìn chàng Ý nghĩa hơn một câu nói ngọt ngào hồn chàng như mê, chàng nắm chặt lấy cánh tay nàng, đi mà không nghĩ đến bước chân. Chỉ như mơ trong giấc mộng đẹp mong manh tựa sợi tơ trời. Chương 9 Chim sơn ca hót gian ngoài song cửa, vần vui vẻ ngồi cắm cúi viết. Hôm nay mới lại viết thư cho Linh, tính ra vừa đúng bốn hôm. Thư chưa chắc đã xong vì tớ gàn dở lắm. Khéo biết đầu cơn buồn hay hồn thơ sắp tới, hoặc vì vui sướng quá mà dừng bút giữa chừng thư Thư càng lâu, song càng giá trị linh nhỉ. Thế nào chẳng có lúc vân khoe với một người. Tôi đối với anh Linh thân lắm, viết một lá thư cho anh ấy phải những 4 năm hôm. Vân tán phét rồi, khéo lại làm mất thời giờ của Linh. Độ này có nhiều việc không? Nếu bận thì bỏ thơ vào túi. Bao giờ thong thả hãy xem cũng được, vì chẳng có chuyện gì cần đâu. Vân chỉ kể một câu chuyện tình cho Linh nghe thôi. Kỷ ấy mà, hôm nọ Vân còn nói là mới thấy hơi yêu và hơi nhớ, hôm nay thì không hơi nữa Vân yêu Kỳ thực rồi Ngày hôm qua được đi phú thọ với Kỳ Sao lại có một người con gái đáng yêu đến thế họ bạn Từng cử chỉ Từng nhòi nói Từng, từng sợi tóc đều đáng yêu Vân mê nàng quá đỗi Và lúc nào cũng tưởng mình gặp tiên như chàng tú uyên xưa Vì nàng vẫn bí mật ghê lắm Cứ hơi lựa nhòi hỏi về dĩ vãng và gia cảnh Nàng đã biết rồi và đánh chống làng một cách khôn khéo tuyệt Không hiểu nàng đã học đến đâu và vì lẽ gì mà nàng có hồn thơ rộng rãi thế nhưng nhớ kỹ nhé nàng chẳng mơ mộng nhiều đâu nàng sợ thơ lắm như anh đàn ông sợ bị một con đĩ đẹp quyến rũ ấy nàng xét đời bằng khối óc của một ông giáo sư triết học cái gì cũng phủ bạc mong manh đáng coi thường cả nhưng vẫn phải lo đến sự sống đã vân gặp nàng từ lúc mặt trời mọc trước hết nàng giận vân vì vân tự dưng xuồng xã đùa một cách có ý đùa một cách trí xỏ lá vì vân tưởng nàng coi rẻ vân Thế có khỉ không? Vân phải hết lời xin lỗi nàng mới dịu dịu dần. Đàng viết Vân dừng bút, cười khúc khích. Mình phải giấu anh chàng cái chỗ ra ngồi gốc cây từ ba giờ sáng. Không ngờ mình hãy còn si được đến thế, phục thật. Rồi ngòi bút lại hí hoáy. Và hình như lại quý Vân thêm một tí. Vân nắm tay nàng, và có lúc mê quá ôm cả ngang người nàng mà đi. Không hiểu sao lúc đó Vân như sợ nàng biến mất, hệt lúc mơ thấy giai nhân trong giấc mộng ấy mà. Vân nhìn nàng như muốn uống lấy luồng mắt và muốn hôn nàng một cái thực say xưa. Mà hợi ơi, mặt nàng thản nhiên quá. Má nàng không đỏ hơn, môi nàng không thắm hơn và đôi mắt nàng vẫn chỉ trong trẻo như mắt các em nhỏ thơ ngây. Vân chỉ còn biết dùng mình, nuốt nước miếng như thèm nhạt một quả chua. Cố quên đi và băn khoăn nghĩ ngợi vì nàng. Nàng còn ngây thơ đến thế được ư? Hay là một vài quãng tình trường trong thời dĩ vãng đã làm xe lòng nàng lại? đến nỗi nàng có thể thản nhiên trong một vòng tay âu yếm trước một đôi mắt thiết tha nàng thản nhiên đến nỗi vẫn phải buông tay không dám chạm vào người nàng và thấy tự thẹn vì đã dám tưởng rằng cả hai đứa cùng yêu nhau chỉ đợi tỏ một lời là ngả vào nhau hai người đi song song giữa cảnh đẹp vẫn hết mơ đến nghĩ nói ít hơn nàng nhiều lắm chuyện của nàng chỉ nên ví là một hồi chim sơn ca hót vui lòng người rồi không để lại chút gì trong lòng người cả hết chuyện phong cảnh đến chuyện buôn bán đến chuyện nhỏ nhặt về em hùng của nàng, Vân băn khoăn và băn khoăn mãi, chẳng dám tỏ cùng nàng một lời yêu. Nào đường có ngắn ngủi gì đâu, hơn 10 cây số mới ra tới đường cái quan đợi ô tô lên Phú Thọ. Trước khi bước lên ô tô, nàng còn khẽ dặn: chúng ta đừng gọi nhau bằng tên nữa nhé, kỷ gọi Vân là anh, Vân phải gọi kỷ là cô như hai anh em ấy mà. Hai anh em Vân đi khắp tỉnh Phú Thọ, kỷ vào nhiều nhà buôn sơn và buôn chè chỗ nào nàng cũng nói được lắm chuyện có chỗ lâu đến hơn một giờ đồng hồ. Vân đầm phục về tài ngôn luận của nàng, thực ngọt như mía lùi mà đâu ra đó. Nàng đưa Vân ra cả chợ, đến bốn giờ mới bắt đầu ra về. Với một tay này đầy những thức dùng lạt vạt và mươi thước lụa cùng mấy cuộn len. Lượt về vì hàng nặng nên hết cả đi bộ. Hết xe tay, ô tô lại xe tay. Từ đồn điền phú hộ về Phủ ninh, đường hẹp nên xe chỉ đi hàng một. Muốn nói gì phải nói to luôn mồm thì chuyện còn ra gì nữa nên vân muốn nói chuyện nhiều với kỷ mà không tiện về tới phủ ninh đã quá chiều trời đã chạng vạng tối đến chỗ sẽ vân thấy như đứt từng khúc ruột muốn tiễn nàng về tận nhà e bất tiện nàng bảo xe dừng lại nhìn vân mắt thì buồn mà miệng hơi cười gượng vân nhảy xuống xe chạy lại bên xe nàng nắm lấy tay nàng không muốn xa nàng nhìn vân đăm đăm rồi sẽ bảo thôi vân về nhé vân buồn quá khẽ gật đầu bao giờ chúng ta lại gặp nhau Nàng hơi nghĩ ngợi, mắt nàng bỗng sáng lên. Đến ngày ba này, Vân cứ đợi ở bên Phan Lương, Kỷ sẽ đi thuyền đến đón Vân cùng đi chợ Quế. Vân gật đầu, nàng sẽ rút tay ra và dục xe chạy. Vân đờ người nhìn theo hút xe nàng mãi mãi. Vân nghĩ đến nàng luôn luôn, cô gái sau nhà trạm phủ ninh ấy. Sao đáng yêu và bí mật thế? Hai vợ chồng ông Trương Hạt, đặc nhà quê thế, mà có thể có được người con đẹp và thông minh vậy sao? Hôm nay mới là mùng 10, ta còn những ba hôm nữa vân mới được gặp nàng tránh sao khỏi buồn còn gì an ủi được vân hơn giờ này vân ngồi đây nhớ nàng nhiều lắm bạn linh ơi cây héo lại đâm chồi nảy lộc lòng người ta có thể yêu thêm một lần thắm thiết nữa không bạn nên trả lời vân câu này và viết thư luôn cho vân nhé từ ngày lên xó rừng này mới nhận được có một lá thư của linh chúc linh mạnh vân từ trong rừng xa tiếng gà thưa thớt gáy vân ngồi ở đầu thuyền Mắt như nhìn tận đầu đầu khẽ nói Đêm qua nghe tiếng gà bi tráng quá Chàng bỗng im bặt vì có tiếng cười Chàng nhìn kỳ ngồi bên cạnh Nàng vẫn khúc khích Vân nói chữ đấy à Em nghe tiếng gà Chỉ thấy buồn buồn như tiếng tù và thổi thật xa mà thôi Vân bật buồn cười Thì đằng nào cũng thế Chẳng bi tráng là gì Kỳ không chịu Bi tráng Em nghe kêu như tên một cuốn tiểu thuyết ấy Ai lại nói chữ lúc này Không hợp cảnh sao anh không ngâm phú xích bích một thể đi tiếng gà nữa vang dài trong tịch mịch một cảm giác lạ lùng phảng phất tới hai tâm hồn vần nhớ tới một đêm ngồi bên sông nghe tiếng còi tàu thủy lạnh lùng trong cảnh vắng càng xa xôi càng như đem theo nhớ thương đi lưng trời trăng luồn trong mây trắng dòng sông đẹp như lụa dài thuyền trôi thư thả nước như rách tỏa ra từng ánh bạc bà lái đã luống tuổi điềm đạm bơi trèo thuần thuần và êm như một cái máy như một sự tự nhiên khiến người ngồi đấy hổ quên và tự tưởng rằng họ đang rong chơi trên sông nhẹ như chiếc lá không cần ai không cần thuyền lênh đênh như hồn mơ phảng phất tựa gió huyền ảo như ánh trăng thỉnh thoảng lại một tiếng gà cô độc eo óc như gọi nhớ vần nắm lấy tay kỳ nàng ngoảnh lại hai đôi mắt lờ đờ như ánh xương mộng chàng thở dài kỳ ơi nàng nín hơi chàng hồi hộp kỳ ạ à. Tại sao Vân thấy như có cái gì thắt lấy gan Một sự gì khổ sở Nó ở đâu trong lòng Vân thấy ngại ngại Hình như lúc này Vân khổ quá lắm Nước mắt chàng giàn ra Kỳ cảm động Nàng đưa tay lên đáp lên trên tay chàng Nàng không nói Bao nhiêu an ủi ở đó rồi còn gì Vân nuốt bớt nước mắt vào lòng Vân tưởng đã quên được rồi Không ngờ hôm nay tim lại dạn ra Vân cũng chẳng giấu kỳ làm gì Ở đây Vân chỉ có kỳ là người thân Vân Cẩn kể cho Kỳ nghe câu chuyện buồn trong đời Vân. Lỏng Vân như muốn đứt xa lúc này. Vân Cẩn nói, Cẩn nói, mày già có đỡ chăng? Kỳ thấu cho nhớ. Ừ, Vân kể đi. Sao Vân thiểu não thế? Trời buồn, mây từng đám lướt qua trăng. Cảnh vật như ủ rột, gió lùa trong lá xào xạc. Tiếng run tiếng dế đều đều tha thiết. Kỳ ơi, Vân sở dĩ lên tới đây những mong được dễ quên. Ai ngờ cảnh càng giàu dĩ, lòng càng thê thảm. Đêm nay hình ảnh nó lại hiện ra. Bây giờ không hiểu nó ở đâu, đã đến thế nào rồi. Trong sạch gì nữa mà Vân vẫn thấy nhơ nhớ sự đau khổ ấy. Kỳ đã hơi hiểu, không rõ tại sao tim nàng như xe lại, mặt nàng hơi tái. Chàng chép miệng và cười gần, mắt vẫn đỏ hoe. Vân đã có vợ và một đứa con. Con thì chết non nớt, vợ thì bỏ trong lúc vì miếng cơm, vì lo cho tương lai của hai đứa. Vân phải xa nó để đi làm ở nơi rừng thiêng nước độc. Khốn nạn, một người đàn bà yêu chồng thương con đến thế, cớ sao lại bỏ chồng được, để đi đâu, đi đến đâu rồi. Vân không thể nào ngờ như thế. Trâm, vợ Vân, vì yêu Vân mà bỏ cả gia đình, vì thương con sớm chết, buồn giàu mãi mà lâm bệnh, ốm tê trong một năm trời. Tưởng không bao giờ hai đứa tội có thể bỏ nhau được. Thế mà nay, hừ, nó bỏ đi không bịn dịn, không thương tiếc, Chàng chút ra một hơi thở dài, miệng mỉm rộng một nụ cười chua chát. Kỳ dí đầu ngón chân trên an thuyền. Đầu hơi cúi xuống. Vân bỗng bóp chặt đến đau cánh tay nàng. Răng bậm lấy môi, ghim lại một tiếng rít chua xót, Kỳ sừng sốt ngừng lên, mắt nàng mỏng mỏng lệ. Vân dường to đôi mắt, lệ còn sót trong đó giàn ra lăn trên gỏ má. Chàng nói như một thằng điên. Kỳ thương tôi đấy phải không? Tại sao châm không thương tôi? Nó còn lạ gì? Tôi thương yêu nó bao nhiêu Đời tôi, gia đình tôi Cả đến thân tôi Đều có thể quên đi vì nó Nó cũng đã thấy tôi giản ruộng nước mắt Khi thấy nó yêu tôi Khi thấy nó ôm đau hay buồn bã Nước mắt Ờ, à, nước mắt đời tôi Chỉ phải khóc vì tình yêu mà thôi Nhiều nước mắt quá Tôi hèn quá phải không em kỷ Kỷ bỗng gục xuống lòng hai tay Ôm lấy mặt mà khóc hu hu Cả người rung động hẳn lên Cảnh vật như nín im để tiếng khóc nàng thê thảm người lái ngừng trèo vần ngờ ngác đỡ đầu nàng lên tìm khăn lau nước mắt cho nàng và ấp úng kỳ sao thế hả em nàng giằng xa gục đầu vào hai bàn tay mà nước nở em khổ quá lòng như mở rộng Vân tưởng tượng đã chút hà được nỗi buồn vì có nàng xẻ lấy nhiều phần nàng khóc chàng phân vân không dám tin rằng nàng thương mình hay duyên cớ vì đâu chàng chỉ biết ngồi lặng nhìn tóc nàng óng ả dưới trăng đùa cùng gió chợt người lái đỏ nói to. Đến pha lương rồi, ông có lên không? Chàng giật mình. Chóng quá, từ chợ quấy về đây, chẳng hiểu mấy giờ rồi nhỉ. Đèn sở kiểm lâm còn sáng, độ 8 giờ chứ mấy. Buồn đã tan ra nước mắt, kỷ lau hết lệ trong hai bàn tay. Từ từ ngẩng dậy, cười gượng. Bảo thuyền ghé vào, vân lên chứ. Người lái toàn rẽ thuyền vào, vân đã gạt đi. Bà lái cho thuyền xuôi, để tôi về phủ ninh chàng khẽ nói cùng kỳ khuya rồi tôi đưa em về rồi quay lại cũng được sợ trễ nữa ai lại từ sáng đến giờ vân mới ăn có mấy củ sắn chàng gật đầu tươi tỉnh nếu cứ được kỳ dụ đi chơi thì không ăn cũng no lâu lắm vân mới lại thấy một ngày chóng hết như hôm nay buổi sáng lúc thuyền kỳ đón vân sương chưa tan hết mà bây giờ đã sắp canh một rồi thuyền lặng lẽ trôi sẽ nước sóc sách chốc chốc một con cuốc lẩn trong bờ lau kêu một tiếng nhớ mong sự lặng lẽ trở lại con thuyền nhưng hai hồn thơ mộng ấy đang sao động sao động nhẹ nhẹ Kỷ nghĩ đến đoạn tình của vân nghĩ đến lời nói tiếng cười đến hơi thở dài đến giọt nước mắt của chàng nàng quay nhìn chàng để nhận ra những vết đau thương in trên vầng trán trên quầng mắt của nhà thơ tuyệt vọng ấy bỗng nàng luống cuống vì gặp cặp mắt chàng say sưa nhìn nàng tự bao giờ mái chẻo khoan khoan quấy từng lớp nước bạc, tiếng dây cháo theo dịp, kêu éo ọt mơ hồ như tiếng võng đưa bí mật trong tịch liêu. Đôi mắt bổ câu của nàng vừa khô lệ, dịu dịu, chứa một kho sầu kín kín. Vân ngây ngất cả người, hồn lạc trong mê thầm. Chàng tưởng tượng nhìn thấy vườn tình ái từ từ nở hoa lần nữa. Sợi dây yêu đương đã đứt, tự dưng chắp lại không vết một lần thêm. Chàng thấy, ôi, lòng thi sĩ đa tình, người xưa hiện lại như bóng tiên trinh bạch ở người này không một lỗi. Chàng nhắm nghiền mắt lại để xua mộng, nhưng lại vội mở bừng ra như sợ bóng đẹp ấy bay. Kỷ hoang mang cả dạ, mấp máy đôi môi hồng. Vân sao thế? Chàng bóp chặt lấy thái dương, rít vào một hơi thở dài ràng rạc, như vừa đúng vào một chất đắng cay. Chàng nheo đôi mày xót xa. Không hiểu sao, Vân thấy Kỷ giống châm lắm. Mà châm thì Vân không thể nào quên nổi. Đời Vân, có muốn gần châm cũng không được nữa. Khuôn mặt Kỳ đượm vẻ buồn thắm thiết nàng khẽ nói Anh trung tình quá Vần chép miệng Tay chàng tìm tay Kỳ như muốn xin một an ủi êm đềm Kỳ yên lặng Tay nàng ấm dần Ấm dần trong tay chàng thi sĩ Mây kéo từng đám che kín mặt trăng Sông đắm vào huyền ảo Thuyền như bóng đen trôi trên nước xám màu cho Gió hơi nhiều Từng khóm che vạn mình kiểu kịt Tựa hồ có đoàn người Gánh hàng nặng đầu đòn gánh lần trong rừng Mấy tiếng trống cẩm canh Hai người cùng giật mình đèn huyện Phủ Ninh lửng lơ một ánh như vỉ sao. Trước mặt, xa hơn xóm làng, nhiều ánh đèn chi chít. Kỳ nói như quen miệng. Sắp đến nhà rồi. Còn Vân im lặng, hai môi mím chặt vào nhau, nhìn mái chèo thầm mong nó chậm cho thuyền lâu tới bến. Thuyền như gẹo người nhanh hơn. Mấy phút qua, Vân muốn níu giờ ở lại. Tâm hồn chàng dạo rực, lòng chàng dối hơn tơ. Cái gì ở trong tim muốn thoát khỏi lồng ngực nặng nề? Chàng cần phải được nhẹ nhẹ hết nỗi lòng chỉ cần nói có một câu thôi không hơn lòng sẽ lâng lâng sao chưa dám máu như ngừng chạy hơi thở như loạn bến phủ ninh đã đây kia gần đến rồi chỉ còn phải qua một nương lau vân luống cuống tựa kẻ sắp lỡ đỏ đêm 30 tết chàng nắm lấy bàn tay mịn màng của kỳ tìm từng đốt tay thuôn thuôn cố kiểm chế nỗi lòng đừng sôi nổi nhưng được đâu nghị lực chàng còn yếu đuối hơn con tim chàng ấp úng tiếng nói lọt qua hơi thở rộn tiếng nói lọt qua hơi thở rộn em kỳ đời anh cần phải có em chàng muốn nói nhiều nữa nhưng phút thiêng liêng này tim người như kẻ lạc lâu trong rừng rậm hồi hộp vì vừa tìm thấy lối ra ngoài trời nắng lụa phòng ai nói được nhiều sự thật cao quý của con tim kỳ yên lặng mặt nàng không ửng đỏ cảm giác của nàng như được đưa về quê hương cũ cảnh đẹp hơn như người quen xưa không ở đó vừa cảm động vừa chua sót bao nhiêu. Vân nhận từng nét thay đổi trên mặt nàng, đôi mắt nàng hình như còn dõi vẻ đâu, bâng khuâng một nỗi niềm gì. Chàng đã chân tĩnh được dạo dược của tâm hồn, nên khẽ nhủ bên tai nàng. Đời em hình như có nhiều điều buồn giàu kín đáo. Chúng ta có lẽ cần phải hiểu và thương lấy nhau. Cuộc tình duyên cũ đã làm anh đau khổ, tưởng không bao giờ anh sống lại những giây phút sao xuyến này. Anh đi lên đây, để trốn sự đoạn đầy thân thế. Để trốn sự đoạn đầy thân thế, để hỏng quên. Anh không ngờ gió núi sương ngàn, cảnh vắng vẻ của trời đất và nhất là em có thể làm tươi thắm lại lòng anh. Ngay từ buổi đầu, hình ảnh em đã phảng phất trong óc anh rồi. Mỗi ngày một gió an ủi anh nhiều phần. Em chớ giận anh thấy như vợ anh trở về bằng em. Bao nhiêu tình yêu đã chết sống dậy ở em. Em kỳ, em có hiểu nổi không? Anh yêu em bằng cả một mối tình đầu tiên, tưởng đã hết vì người cũ. Kỳ hơi nhách mép, mỉm cười xót xa. Vân lãng mạn lắm. Chàng tha thiết. Chỉ có em là an ủi được anh, có thể sống lại những ngày mới của tình duyên thôi. Kỳ ơi, cho anh một tiếng trả lời. Nàng nhìn dòng nước chảy, cười thêm chua xót Máu bốc cả lên mặt, người chàng hơi run. Cảnh huống chàng tựa hồ một sợi tơ đợi một hơi gió là bay trong không hay là rơi xuống nằm trên mặt đất bùn lầy. Thuyền vẫn trôi, vẫn trôi đến bến, Người lái rẽ trèo cho thuyền sát vào bờ Một bóng đàn bà ám trẻ đứng ven sông Kỷ nhìn vội vân Rồi nhìn lên bến Đôi mắt sáng ngời Mặt tươi như hoa Nàng reo lên Em Hùng đã đón tôi Người đàn bà ám trẻ chạy gần lại Kỷ nhanh nhẹn bước lên bộ Kỷ nhanh nhẹn bước lên bộ Giang tay đón Hùng ở tay bà Trương Hạt Vừa xả ra theo nàng Nàng ôm chặt cậu bé vào người Hôn lên khắp mặt cậu Hỏi luôn hai lần Hùng nhớ chị lắm phải không? Tất cả sự mừng rỡ âu yếm bội phần, biểu lộ trên đôi mắt, trên miệng cười của nàng. Vân chợt hiểu thâm thúy rằng nàng nghĩ đến Hùng hơn hết cả mọi sự ở trên đời. Một đứa em, chỉ là một đứa em, cơ sao đủ giữ hết sức tình yêu ở lòng nàng. Người lái dỡ gánh hàng của kỳ vừa buôn về ở dưới thuyền lên, bà Trương Hà sỏ đòn vào quang, lạnh lùng gánh đi trước. Kỳ muốn ấm Hùng đi theo, nhưng lại ngoảnh lại, toàn chào Vân thì chàng đã đứng ở bên. Kỳ nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Hùng, rồi nhìn chàng bị dịn. Thôi, Vân về nhé, khuya rồi còn gì? Nàng kéo vạt áo, ấp lưng Hùng từ từ bước đi. Vân bước theo tha thiết. Em giả lời cho anh một tiếng. Nàng hơi cúi đầu, dừng lại một chút mới nói nhanh. Chiều mai Vân lên chơi. Rồi nàng tất tả theo bà Trương. Vân đứng lại, trông theo mãi tới khi bóng nàng lẫn trong tối mới chậm chậm bước xuống thuyền về Phan Lương. Chiều rơi, mặt trời đỏ ối sắp chìm ở đầu sông, làm rực rỡ cả núi rừng. Kỳ cũng đẹp rực rỡ tựa một cô dâu mới, và hùng sạch sẽ vui vẻ như đứa trẻ sắp đi xem hội. Vân tới vừa khi cả nhà bà Trương Hạt náo nước sửa soạn, náo nước như sửa soạn một việc vui mừng. Hết thảy các cửa đều mở rộng, từ trên nóc xuống tới đất, tựa hồ không còn một hạt bụi. Bàn ghế kê dọn lại, cái bàn nhỏ mọt nát ở góc nhà đã bị cất đi đâu. Sàn nhà trở nên rộng rãi quang đáng. Nắng trách vào song cửa, làm bóng lộn hàn những tấm kính, lồng chan vẽ bức theo, dây tơ treo tựa hồ thêm óng chuốt. Chàng phân vân dừng bước ngoài ngưỡng cửa. Hùng đang múa may ở đường, chợt trông thấy chàng liền ngừng lại gọi chị. Kỷ đang soi bóng vào một tấm gương, vội ngoảnh ra. vần đờ người, kỷ như một nàng tiên, mặt xoa phớt một lượt phấn. Lông mày nhỏ lại và dài ra, cong cong trên đôi mắt bổ câu trong trẻo, đôi môi điểm chút son tươi. Quần áo hình như mới cả, toàn lụa trắng, duy có chiếc quần nhuộm đen, nàng đẹp thanh cao quá. Thấy Vân, nàng vui mừng cười lộ cả hai hàm răng. Sao anh đến chậm thế? Em đợi mãi để rủ anh ra đổi thông chơi. Nàng mở rộng tay ấm hùng, nói to vọng vào trong nhà. U chú cứ sửa soạn đi nhá, tôi cho em hùng ra đổi thông đây. Nàng tiến lại phía Vân líu tíu. Đi, anh đi, sắp hết ngày rồi còn gì. Vân không hiểu sao, chỉ biết luống cuống đi bên nàng. Ra tới đường, kỳ thả em xuống đất, nhìn trước nhìn sau, rồi ngoảnh cười với Vân. Trời hôm nay đẹp quá anh nhỉ, đổi thông chắc mát. Vân cười theo, kỳ sung sướng gì mà vui thế. Nàng dảo bước, đôi mắt sáng ngời. Lên đồi rồi em kể cho anh nghe. Hùng buông tay chị, lòn toàn chạy trước. Kỳ không nói gì, đôi mắt linh động khác thường, ngước nhìn trời mây, hoa lá, như để vùng vãi bao nhiêu vui sướng, chất đầy trong tim ruột, môi nàng như hoa nở. Vần băn khoăn đi cạnh nàng, mấy lần toan kiếm chuyện nói lại thôi. Linh tính chàng như báo trước, cái vui quá lạm đột nhiên nảy nở ở cô gái ấy, chỉ là một sự đáng lo sợ. Chàng ngờ ngờ, hình như nàng sắp hóa điên. Nghĩ đến sự cầu khẩn chưa được trả lời của chàng hôm trước, Vân càng băn khoăn thêm, không hiểu chiều nay rồi ngã ngũ ra sao, mối tình của chàng đối với nàng Kỳ dắt em đi thật nhanh hình như có ai mong đợi vân phải tất tả theo chàng không giữ khỏi lạ lùng sao Kỳ hấp tấp thế lên đồi rồi em kể anh nghe kỷ làm như người sợ lỡ tàu ấy nhỉ nàng chỉ cười chúm chím đổi thông ở cách đồi huyện phủ ninh độ mấy chục thước ngay bên đường đi thông cao vòi vòi giả cỗi không hiểu từ mấy ngàn năm ba người lên tới ngọn đồi khi mặt trời đã ngâm nửa mình xuống đầu sông ra tam tắp, loang đỏ cả dòng nước rộng. Một cơn gió nổi lên, thông gieo vi vút cao vời. Kỳ ngồi xuống nệm cỏ, vừa thở vừa nói như xeo. Gió mát lạ. Chán nàng râm rấp mồ hôi. Vài sợi tóc, dán trên lửa da hồng thêm, vì nàng vừa đi nhanh. Nàng diễm lệ lạ lùng, vần đứng dựa vào một cây thông, nhìn nàng nghĩ ngợi. Kỳ kéo mạnh tay chàng nói thẳng thắn. Anh ngồi xuống đây chẳng mỏi. Vân từ từ ngồi xuống bên nàng. Xa xa, giữa một thung lũng trắng toàn lau, ai lùa đàn trâu đi lững thững. Từng đàn chim bay tam táp, khi mây chiều quyến luyến kéo nhau trôi giữa từng trời. Hùng lần thần đi nhặt từng quả thông rơi, kỷ chống hai tay ra sau, ngửa cổ lên nhìn trời, nét mặt tươi như hoa, ngực nàng nở, căng thẳng phập phồng, như đang biết đầy không khí phóng khoáng, đượm hương phấn của cỏ hoa. Nàng đẹp lộng lẫy, khỏe mạnh và nhu mì như một con hươu non. Ngày thơ dưới nắng xuân. Vân chợt nghĩ đến sự ví von ấy và không kiềm giữ được tấm tình yêu. Lúc này bồng bột sôi đầy lòng. Chàng muốn ôm chặt lấy kỷ như người ta giữ người thân yêu duy nhất vắng đã lâu, chợt về rồi lại vội đi. Rút cục, chàng chỉ dám say mê nhìn nàng và nói nồng nàn. Em kỳ, em đẹp lắm em ạ. À? Đôi mắt nàng đổi thành lờ đờ, tựa hồ bị đôi mắt của chàng quyến rũ. Uống hết cả tinh anh. Tim nàng sao loạn vì chàng tha thiết em kỳ ơi em giả lời cho anh anh kính trọng em quá nên không biết nói gì hơn chỉ đợi em bảo cho một câu hồn nàng như lạc về đâu bơ vơ bơ vơ chưa biết tới bến nào đôi mắt nàng thăm thảm mộng đôi mắt chàng si mê hai hồn như đã quân quýt lấy nhau nhẹ như khói hai hơi thở hồ đã trộn lẫn vào nhau thấm nhuần vào gan phổi náo động cả đôi tim ôi đôi tim héo từ bao lâu nắng đuối sần đuối sần gió nhẹ nhẹ tiểu phu về trễ nghêu ngao hát ở tận đâu kỳ bỗng thở dài nàng đưa tay vuốt lượt tóc rũ trước chán vân ngao ngán vân yêu kỳ lắm phải không vân bàng hoàng cả người dự đoán một sự gì chua chát sắp tới nơi hùng chạy từ lung đổi lên với một cảnh thông kỳ ôm lấy em nhìn vân đam đam rồi khẽ nói những chiều như thế này vân có thể thấy thư thái được không chàng chỉ biết cười nửa miệng vân ngồi một mình thì chỉ thấy buồn thêm nàng thương hại Thế thì anh lên nơi rừng núi này làm gì? Nếu ở Hà Nội thì anh chị lạc mất. Thuốc viện, gái điếm không làm anh quên nổi mà cũng không thèm giết chết anh ngay. Ờ hay, mà sao kỳ lại hỏi thế hở kỳ? Anh có lên đây thì hai ta mới quen nhau. Và anh cũng đã thấy nguy nhiều sầu khổ. Nàng nắm lấy bàn tay Vân khuyên săn. Anh phải tìm cách gì mà vui sống chứ em không giúp được gì đâu. Có lẽ chỉ làm cho anh thêm khổ. Mặt hơi tái. Chàng nuốt mạnh một cái gì ngạn ở cổ Cô lấy vẻ thản nhiên Vân quen rồi Có khổ thêm một chút nữa cũng không sao Kỷ cứ bảo thực anh lòng của em Hả tất phải thương hại Kỷ nhìn sâu xa vào đôi mắt chàng Hiểu thấu rằng Những nhảy ấy còn chua sót hơn một dòng lệ Nàng lưỡng lự mái mới nói khẽ Kỷ muốn hỏi Vân về một vấn đề nhỏ Vân cứ thực mà bảo nhé Tình yêu có thể vì một đại nghĩa nào Mà quên được hẳn không Ví dụ, Ví dụ như vì bè bạn mà nhường một tình yêu Vân cười phá lên Ha Có lẽ em là bạn của Trâm Hay là em nghĩ anh có tình với người bạn nào của em phải không Kỷ lắc đầu Trong đời anh có ai là người bạn thân nhất hả anh Có vợ anh Có Kỷ và có Linh À anh Linh cũng đang thất vọng như anh Nhưng anh ấy có vẻ quên giỏi lắm Tiện dịp nào Anh sẽ giới thiệu anh ấy với em Nàng mở to đôi mắt Anh ấy quên như thế nào cười luôn, bôn tẩu, hoạt động luôn. Trước kia anh ấy cũng là thi sĩ cơ đấy, nhưng anh ấy bẻ bút thề, thôi cái nợ ấy lâu rồi. Anh ấy có nói với Vân rằng, anh ấy thất vọng vì ai không? Chàng nhìn nàng bằng cặp mắt tò mò, ra dáng nghĩ ngợi. Vì sinh kế, Vân và Linh thường không gặp nhau. Vân không thấy anh ấy có vợ con gì, và anh ấy cũng bảo thế, nhưng thỉnh thoảng lúc nào bị cảnh vật kêu gợi. Ví dụ như chiều nay, rừng núi thế này thì thế nào anh ấy cũng nghêu ngao, ha tướng lên như một thằng điên, mà mắt thì đục ngầu ngầu. Kỳ nhìn ra xa, như theo dõi một chiếc cỏ trắng đưa thoi qua một nương lau, mặt dầu dĩ. Nắng tát hẳn, sương đã xuống, núi rừng xa mở dần như lần trong khói nặng. Kỳ bỗng ẵm chặt lấy Hùng, ngả mặt nó ra mà hỏi thực nhanh. Anh chồng em Hùng có giống Linh không? Vân giật mình, lúc này chàng mới nhận ra là Hùng giống bạn chàng nhiều lắm. Thảo nào ở nhà nàng có hoa ti gôn, có thơ có những bức họa sở thích của linh chàng mở rộng hai bàn tay ôm chặt lấy cánh tay nàng run giọng em hùng là con anh linh và và em nàng ấp chặt con vào lòng nén sự thổn thức nghẹn ngào em là vợ của linh hai đứa tôi đã xa nhau lâu lắm rồi trời ơi tại sao có những sự chứa trêu ấy ở đời lòng chàng thắt lại như có cái gì chẹn trên ngực ép phổi nén tim gan xuống vần thở ra hồng hộc mặt xám hẳn đi cả người chàng run lên vì ghen tuông, vì đau khổ quá. Nước mắt chàng không chảy ra được, nhưng Kỳ thì khóc rưng rức, không hiểu vì thương chàng, hay vì tất cả bao nhiêu kỷ niệm lúc gần gũi, bao nhiêu buồn giàu lúc biệt ly, bao nhiêu thương nhớ khi xa cách người xưa trở dồn đến óc nàng. Sương xuống, sương xuống mờ mờ, từng trận gió nhẹ, một vài chiếc lá rơi, thông gieo lên vi vút, bây giờ như những tiếng thở than của cả trời mây bát ngát. Nàng khóc một chút rồi thôi, thầm khô cả nước mắt vào vai áo con rồi nhìn chàng thương hại vân nên can đảm một chút cảnh vân cũng như vợ chồng chúng tôi đều đau khổ cả mà nghĩ cho kỹ vân hãy còn hơn chúng tôi nhiều đã ba năm nay kỷ nuôi con và nhớ mong chồng hai người biết là còn thương nhau mà không biết nhau đâu mà tìm nay vì vân mà linh với kỷ lại đoàn tụ cùng nhau vân nén hai tay vào ngực để vua xuôi nỗi nghẹn ngào hình như thành hình bởi máu và lệ chàng mím chặt môi nuốt từng hơi thở dài mà vẫn còn cái gì ấm ức trong lòng. Nước mắt chàng bây giờ mới rưng rưng lên đôi mắt. Kỳ không dám trông vào mắt chàng, chỉ ôm con mà nói nhỏ. Vợ chồng Kỳ ở cùng nhau đã có một đứa con mà Linh vẫn phải giấu giếm gia đình. Một lần chỉ vì Linh vắng tới năm hôm không đến thăm, Kỳ tủi thân ẵm con về nhà người vũ xa tức là nơi Kỳ ở bây giờ. Thực không ngờ, vì một cơn giận mà đến nỗi biệt ly. Xa Linh mười hôm, Kỳ mới biết rõ Đời Kỳ không thể nào vui được nữa. Kỳ lại về nhà cũ để tìm Linh, thì người ta bảo rằng Linh đã cho hết cả đồ đạc ấy, khóc mà đi không trở lại. Tìm được người bạn, Linh hỏi thăm mới rõ rằng Linh đã bỏ nhà đi đâu thực xa với hai bàn tay trắng. Vẫn lúc đó đã nén được lòng khẽ nói. Độ ấy Linh theo người ta sang Lào để buôn thuốc viện. Kỳ đành về đây buôn bán, nuôi con nhờ ngày tháng mà quên. Muốn người đời khỏi dị nghị, Kỳ gọi vợ chồng vú già là U, chú, Tưởng đòi kỳ thế là tuyệt vọng Không ngờ nhờ Vân mà kỳ lại có ngày nay Vân lặng lặng nhớ đến mấy bức thư đã viết cho Linh Sầu hơi bơn bớt Chả nghĩ đến hạnh phúc của Linh Của kỳ và của Hùng Bóng tối đã xuống Cảnh vật còn hơi sáng vì trời sắp có trăng lên Mấy vì sao lơ lửng giữa trời xanh Tản mát vài sợi mây đục đục Sáng hôm nay em vừa nhận được lá thư của Linh Có bóng đèn pha sáng rực Vượt hàn ngọn đồi xa rồi khuất Giày lát lại hiện ra nơi khác Kỷ sóc con đứng bổ dậy mừng rỡ. Linh đúng hẹn về đón mẹ con tôi. Một tiếng còi, Vân nghe thấy thê thảm, trong cảnh lặng lẽ nặng nề. Phút chốc, một đôi đèn sáng lòa, dẹ cái tối, lừng lững tiến lại gần. Kỷ hôn con chồn chụt cuống quýt chạy xuống đồi, bỗng nhớ ra còn Vân, nàng dừng lại ngần ngại. Anh Vân, xuống đón Linh với em. Chàng miễn cưỡng theo xuống bên nàng. Chiếc ô tô đã hiện rõ trên đường quanh co giữa núi rừng chàng có cảm tưởng đó là một cỗ xe tang đến đón cái linh cữu hạnh phúc cuối cùng của chàng đi. Chàng chân chân đôi mắt nhìn xe ấy. Chỉ óc nặng những cảm giác não nùng, người chàng đò ra, tựa hồ một pho tượng. Kỳ ái ngại. Vân sao thế? Chàng quay nhìn nàng, cố gượng một nụ cười. Thôi, kỷ xuống đón Linh đi. Lòng tràn ngập những xót thương, nàng nhìn chàng, rồi lại trông chiếc xe lạ đường đi chậm chậm hồn nàng như bị lôi kéo bởi hai nơi tình thương và tình yêu. Ôi, cả hai đều nặng cả. Chiếc xe quanh một nương trẻ, tiến lại gần hơn. Hùng níu lấy cổ mẹ líu díu. Xe mô tô đi chị. Vân cũng cố thản nhiên dục to. Thôi, kỷ xuống đi, kẻo lại không kịp. Nàng trông chàng bịn xịn, miệng chàng còn một nụ cười. Có lẽ sẽ ám ảnh hồn nàng mãi mãi. Nó mới chua cay thê thảm làm sao. Một tiếng còi lanh lành, Xe chuyển bánh trên đường Sóc rõ từng tiếng máy Kỳ quay phát đi Ghi chặt con vào mình Lùi lũi đi xuống đồi Còn chàng thi sĩ đa tình cắn chặt môi Tựa vào một thân cây Đoạn phụ Một đêm mùa đông Trong một tiệm thuốc viện bẩn thỉu của thành phố Hà Nội Còn dăm người ở lại Họ ngủ cả Duy có một người còn thiêu thiêu bên khay đèn leo lét Với một cô gái giang hồ Chập chờn nửa tình nửa mê Má người ấy đã hóp Mắt sầu hoàm hoắm và tóc dài che kín gáy. Chiếc bút chỉ nằm lăn trên mảnh giấy đen những vết xóa ở đầu giường. Người ấy làm không được thơ hay, hút chán chê rồi còn nằm đấy, giường mắt mà nhìn dầu hao dần. Để tưởng tượng đến cả một kiếp người. Bỗng người ấy khẽ vỗ vai cô gái nằm cạnh, nó mở đôi mắt thơm hơn mắt chàng ra mà ngơ ngác. Cái gì nữa thế hả? Mai tao đi vinh đây. Như đã chán trường, nó ngáp dài. Tỉnh nào cũng đi, gió nào cũng chui đầu vào, liệu có thể đi mãi được không? Cái thần như thế có gặp nó, nó còn thương xin chớ kể. Người ấy ngồi nhỏm dậy, đôi mắt quắc lên một cách dữ dội. À ha, mày tưởng tao tìm nó để yêu lại nó đấy phòng. Mày phải biết rằng, mỗi khi vào một nơi trụy lạc mà không thấy nó, thì lòng tao nhẹ đi nhiều lắm. Cô gái trẻ môi ra chế nhào. Vợ đã bỏ đi tám hoành, còn ra mặt sĩ, rõ thực chán mớ đời. Chàng vừa lấy dọc tàu, tiêm lấy tiêm đẩy viên sai cuối cùng, gối gió mà hút một hơi dài rồi gật gù. Nói nhỏ tựa hồ để đủ một mình nghe. Tao chỉ mong nó lấy được thằng nào giàu sang và yêu nó hơn tao thì thôi. Quý hồ nó đừng làm đĩ. Cô gái giang hồ ngóc đầu dậy, nguyết chàng một cái dài, nói thè thè như tiếng ma. Anh chửi tôi làm đĩ đấy phải không? Còn anh thì sao? Tải có, trí có, sao lại nghiện sao bái công? Mồi thì thâm, áo thì rách ba tảng ba tê như thế hử? Mày khe khẽ cái mồm chứ Tao sắp điên đây Chàng thở dài nằm vật xuống Cô gái giang hồ thương hại nhấc đầu chàng gối lên ngực mình Ngủ đi, lẩn thần mãi làm gì cho khổ thân Sắp sáng rồi đấy Người ấy nằm nhìn qua khung cửa ra ngoài trời mưa gió Hình dung ra một người đàn bà già yếu Bệnh tật Đang đi trên con đường lầy lội Con đường của đời người Đôi mắt chàng đỏ hoe Anh chàng ấy là vân của ta Xưa là chàng thi sĩ thất tình một lần lên tìm an ủi ở núi rừng. Than ôi, an ủi chỉ như một cơn gió, thổi mát lòng chàng dây lát, khiến sau đấy chàng chỉ thấy khổ thêm. An ủi không tìm thấy ở đâu. Thì nhân đi tìm quên trong khói thuốc cùng muội đèn, đi tự tử sống. Mục đích cuối cùng của chàng là dùng những ngày hấp hối ấy để tìm cho thấy người vợ xưa. Chàng đã đi bao nhiêu nơi và lòng chỉ nhủ lòng. Cô sao được gặp nàng còn trong sạch Như kỳ chẳng hạn Buồn bán qua ngày hay có chồng con thì được sung sướng Cực kỳ sung sướng trong sự lương thiện Sạch sẽ đừng nhơ nhuốc Chàng không cần gì yêu lại nữa Chàng đã dối lòng chàng vậy thôi Thế tức là chàng còn yêu người bạc bẽo nhiều lắm Nghĩ đến hạnh phúc của Linh Vân Toàn vùng dậy đi tới nhà Linh Nhưng như mấy mươi lần rồi Chàng tới đầu ngõ nhà bạn Đã vội rẽ ra nẻo khác Đời chàng khổ một mình là đủ Để một kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng người Còn hơn là đến quấy rối hạnh phúc của người ta Nhất là những người ấy là Kỳ và Linh, hai kẻ thân mến của chàng. Gió lạnh lùa qua khe cửa, nghĩ đến thân mình thì nhân thấy lòng xét cam cam.